Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Hiện tại mình có tạo một kênh tên là Review truyện Chung, đang review bộ vũ động càn khôn. Các bạn có nghe thì qua kênh này ủng hộ mình nhé. Link kênh có ở trong phần mô tả nè, hoặc bạn vô tìm kiếm Review Chuyện Chung là có nà. Ở tập trước, trong lúc Tiêu Viêm bế quan ở tầng 9 sát lục chi tháp, thì người của Thái Hư ở ngoài không ngừng quái dối. Thấy thế, con vợ nhỏ nữ đế của Tiêu Viêm bắt buộc phải ra tay giết đi mấy người, vì nữ đế ra tay giết người của Thái Hư, nên người của Thái Hư đã phái thêm nhân thủ đến báo thù. Không những thế, tại Huyền Âm chân giới San Thần cung, cũng đã phái ra không ít nhân mã đến triệt sát đám người tiêu viêm mênh mông cuồn cuộn mấy chục vạn đại quân cái này đã là săn thần cung sở hướng phi mỹ lực lượng trung kiên tình thế phát triển đến thời khắc này tổ quát tựa hồ cũng minh bạch săn thần cung không có đường lui hơn nữa vĩnh lúa phân thân cùng tiêu viêm sau khi giao thủ vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt bởi vì hắn phía trước hoàn toàn xem thường tiêu viêm cũng không có nghĩ đến tiêu viêm vậy mà lại cường đại như thế đặc biệt là cái kia hư ách côn xuất hiện một cái chớp mắt cũng đã nhường tổ quát có chút không thể nào tiếp thu được hắn không biết được tiêu viêm là như thế nào làm được phía trước còn tại cổ quái hư ách côn tại sao lại đột nhiên tiêu thất lại không có nghĩ đến tiêu viêm vậy mà đem đẳng cấp này thú dữ khác đều có thể biến thành thuộc hạ của mình năng lực như vậy liền xem như tổ quát cũng không cách nào làm đến khống chế hư ách côn từ xưa đến nay e rằng cũng không có mấy người đương nhiên quan trọng nhất là ngoại trừ hư ách côn bên ngoài còn có cửu anh cùng ma thiên thú mặc dù tổ quát cũng không nhận ra ma thiên thú bất quá nghĩ đến cũng là một cấp bậc hung thú biết được điểm này cũng đã đầy đủ, bởi vì này xuất hiện tam đại khư cảnh cấp bậc hung thú, làm rối loạn bọn họ hết thảy kế hoạch, thậm chí cuối cùng cũng không cần nữ đế ra tay chính là nhẹ nhõm giải quyết lần chiến đấu này săn thần cung đại quân trong hư không đã chỉnh hợp hoàn tất, bất quá toàn bộ đều còn lơ lửng giữa không trung ở trong, cũng không lập tức xuất phát, dường như đang chờ đợi cái gì. Mênh mông cuồn cuộn đại quân chiến lược mẫu rong trí nghi, bất quá chỉ thế thôi tổ quát còn cảm thấy còn thiếu rất nhiều, mặc dù có thể dự tính thái hư cũng sẽ ra tay, bất quá căn cứ vào kinh nghiệm của lần trước, liền không thể dựa vào quá tự đại thái hư, muốn giải quyết đi tiêu viêm cùng nữ đế, còn phải dựa vào chính mình mới đi. Sau một lát, chỉ nghe thấy ở xa truyền đến trầm hậu tiếng thú gào, theo truyền ra tiếng thú gào càng là có thể cảm nhận được một cỗ cường đại đến làm lòng người quý uy áp bao phủ mà đến, cái kia giữa hư không, chừng trên trăm con hung thú tạo thành đại quân, từ quanh mình mỗi cái tinh thần hội tụ lại với nhau, mà ở đám hung thú này phía trước nhất, chính là một đầu chiều cao sáu cánh, toàn thân răng đầy ám hồng sắc vảy cự hình giao long, lấy đầu này hồng giận giao long cầm đầu, dẫn theo bọn này trăm con hung thú đại quân, từng được tiếng thú gào truyền vang ra lúc liền cảm giác chấn nhân tâm phách, mấy trăm ngàn người đại quân cùng với cái này trên trăm con hung thú đại quân, cái này có thể nói là săn thần cung trận thế lớn nhất một lần nhưng không có ai e ngại thậm chí truyền đến từng hưng phấn gầm thét thanh âm đối với chưa bao giờ bại qua săn thần cung tới nói nguồn gốc từ trong bọn họ tâm chính giữa tự ngạo để bọn hắn cảm thấy như thế trận thế sẽ làm đánh đâu thắng đó huyền âm chân giới liền không khả năng có thế lực có thể cùng thời khắc này săn thần cung một trận chiến trận chiến này bọn hắn tất thắng ít nhất lơ lửng giữa không trung chính giữa mấy trăm ngàn người cùng với cái này, trên trăm con hung thú cũng cho là như vậy, săn thần cung chúng tướng nghe lệnh, theo ta cùng nhau xuất chinh, chu sát nữ đế, tổ quát lúc này hét lớn một tiếng, lần này săn thần cung dốc toàn bộ lực lượng, bây giờ là động thủ cơ hội tốt nhất, bởi vì tổ quát đã dò xét qua, lần này nữ đế cũng không mang tùy tùng, nếu là có thể cùng thái hư tạo thành vây quét chi tư, như vậy chưa chắc không thể ở đây chiến bên trong xóa bỏ nữ đế, coi như không thể xóa bỏ nữ đế, như vậy đối với đã rơi xuống nữ đế tôi nói, chỉ cần nàng dốc sức đi bảo hộ Tiêu Viêm, như vậy trận chiến này cũng sẽ để cho tiêu hao rất lớn làm hao hết còn thừa chi lực lúc nữ đế không giết cũng sẽ tự động diệt vong tổ quát ánh mắt lộ ra ngoan lệ coi như một trận chiến này trả giá thảm trọng cũng đáng được nghe được nữ đế hai chữ thời điểm cái kia hưng phấn mấy chục vạn đại quân rõ ràng an tĩnh giây lát bất quá chỉ là phút chốc rất nhanh liền lại lần nữa xôi trào lên rõ ràng theo thời đại thay đổi nữ đế biến mất thời đại đối với huyền âm chân giới tới nói vẫn như cũ vô cùng lâu đời cho nên nữ đế cường đại cũng tồn tại ở trong truyền thuyết từng thấy đã đến nữ đế đều lác đác không có mấy cùng nữ đế cùng một cái thời đại càng là không có cho nên không có bao nhiêu thực sự hiểu rõ nữ đế cường đại, ít nhất trong mắt bọn hắn, săn thần cung bực này trận thế đánh đâu thắng đó, coi như nữ đế cũng không vấn đề, tổ quát dẫn dắt qua săn thần cung đã trải qua vô số đại chiến, cái này một phần kiên định quân tâm, cũng là tại lần lượt thắng lợi ở trong chỗ dựng nên, cũng chính bởi vì vậy, săn thần cung bây giờ mới có thể cường đại như thế, sở hữu huyền âm chân giới nhiều nhất bất hủ cường giả, cùng với mạnh nhất cuốn mây đổi thiên đại trận, đây hết thảy cộng lại thời điểm, chính là không người e ngại, tổ quát tay áo vung lên phía dưới, Cuốn mây đổi thiên trận lại lần nữa tại săn thần cung chúng tinh phía trên ngưng hiện, chỉ thấy cuốn mây đổi thiên trận trận tâm một vệt sáng khuấy động mà ra, đánh về phía hư không, năng lượng cường đại lệnh hư không vặn vẹo, càng là sinh sinh xé mở một khe nứt, xuất phát, bất hủ hoang dã, tổ quát thanh âm ở trong hư không vang vọng ra, trăm con hung thú cầm đầu, mấy chục vạn đại quân ở phía sau, chính là hướng về bị sinh sinh xé ra hư không khe hở lao đi, tổ quát thông qua cuốn mây đổi thiên trận trận pháp chi lực cưỡng ép xé mở hư không, tạo thành một cái cỡ nhỏ lỗ sâu không gian, chỉ có như vậy mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ đến bất hủ hoang dã dù sao nếu là lại đi trễ một chút đến lúc đó e rằng món ăn cũng đã lạnh đến nỗi tổ quát bản tôn lơ lửng giữa không trung lúc này ở bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh ánh mắt giống như hắn nhìn chăm chú lên hư không khe hở nhìn xem tràn vào trong đó đại quân như cẩn thận đi xem mà có thể phát hiện cái này hai thân ảnh ánh mắt cùng tổ quát giống nhau như đúc mặc dù bộ dáng khác biệt có thể trong mắt ẩn chứa thần vận liền có thể nhìn ra cái này hai thân ảnh đều là tổ quát phân thân Mãi đến săn thần cung đại quân đều đều tiến vào hư không khe hở phía sau, tổ quát hai phân thân mới tại lúc này lướt đi, lướt về phía hư không khe hở ở trong, về phần hắn bản tôn, cũng không có đi tới, săn thần cung phát triển đến nay, chính là ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, kết thúc nữ đế, thời đại mới có thể chân chính thuộc về ta, tổ quát đôi mắt híp lại, lại nhìn như bình đạm ánh mắt phía dưới, ẩn chứa trước nay chưa có điên cuồng đến nỗi sát lục chi tháp tiêu viêm còn tại nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện chỉ bất quá sát lục chi tháp tự hồ chẳng biết lúc nào ổn định lại hết thảy trở nên yên tĩnh yên tĩnh toàn bộ sát lục chi tháp bên trong cũng chỉ có tiêu viêm tồn tại cái kia tiến vào sát lục chi tháp tất cả bất hủ toàn bộ đều bị truyền tống mà ra cho nên tiêu viêm ở đây tu luyện chính là không người sẽ đến quấy giày mà tiêu viêm cũng hiểu biết có nữ đế làm hộ pháp cho hắn hắn bây giờ chỉ cần trăm phần trăm đầu nhập thể xác tinh thần tại tu luyện ở trong liền tốt thể nội còn tại tóe ra nguyên khí nội tình đã là tăng vọt đến rồi 80 ức đại quan, tựa hồ đột phá trăm ức cũng sẽ không xa vời, Tiêu Viêm cũng không có nghĩ đến, chính mình đột phá đến cửu tinh đấu thần đỉnh phong phía sau, vậy mà lại nghênh đón bùng nổ như vậy tính chất tăng trưởng, trực tiếp nhường hắn nguyên khí nội tình có hy vọng đột phá đến trăm triệu, đây là Tiêu Viêm đã từng căn bản không dám tưởng tượng con số. Theo nguyên khí nội tình không ngừng đề cao, Tiêu Viêm cũng cảm thấy cỗ này, sức mạnh xưa nay chưa từng có trở nên vô cùng cường đại, bất quá Tiêu Viêm lại cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói, đột phá đến cửu tinh đấu thần đỉnh phong, như thế nào cũng cần phải sờ đến một chút bất hủ cánh cửa nhưng bây giờ nguyên khí đang tăng trưởng đến nỗi bất hủ tựa hồ như cũ vô cùng xa xôi nguyên khí không ngừng rót vào tiêu viêm thể nội năm mai kim đan cũng đều cõng tiêu viêm cho đều thôn phệ lúc này tiêu viêm trong cơ thể nguyên khí tinh thần đã là từ màu vàng đã biến thành thiên cấp tinh thần hải mới có màu trắng từ tinh thần hải màu sắc chính là có thể phán đoán ra tiêu viêm trong cơ thể song trọng tinh thần hải đã là hợp hai là một không tiếp tục ẩn giấu tinh thần hải cấp bậc mà tiêu viêm bây giờ nguyên khí nội tình cũng không cách nào tại ẩn giấu không biết trôi qua bao lâu từ tiêu viêm làm trung tâm một nguyên khí xung kích chính là khuấy động mở ra một cỗ cường đại khí thế từ tiêu viêm trên thân bộc phát mặc dù như trước vẫn là đấu thần nhưng lại cùng bình thường đấu thần lại kéo ra thực chất tính tranh lệch nắm giữ trăm ức tinh thần hải đấu thần đó cũng là lác đác không có mấy tại cửu tinh đấu thần đỉnh phong thời điểm chính là đột phá trăm vạn nguyên khí tinh thần hải có thể nói là phượng mau lân giáp mà tiêu viêm bây giờ chính là đã phá trăm triệu trong nháy mắt tiêu viêm chính là đưa thân tiến vào tối cường đấu thần cấp độ ở trong phá trăm triệu thực sự là không thể tưởng tượng nổi liền thiên hà ma quân cũng không nhịn được cảm thán nói hoàn toàn chính xác làm cho người rung động, hơn nữa Nhường Thiên Hà Ma Quân cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, Tiêu Viêm tại đột phá trăm ức phía sau, nguyên khí tăng lên tốc độ vẫn như cũ không giảm, còn tại kéo dài bộc phát thức tăng trưởng. Quả nhiên là sư phụ chuyển thế, bực này nghịch thiên thiên phú, chỉ sợ cũng chỉ có Sư Tôn mới có thể nắm giữ. Thiên Hà Ma Quân trên mặt lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới chính mình sẽ hoàn toàn trên thế giới này tiêu thất phía trước, còn có thể lần nữa gặp phải Sư Tôn của mình, phảng phất trong nhân thế giống như một vòng tròn, đi tới đi tới, không biết lúc nào, trở về lại lúc ban đầu điểm xuất phát, Thiên Hà Ma Quân còn nhớ rõ. Hắn gặp phải chú ý chúng sinh thời giã như lâu la, mà chú ý chúng sinh ban cho hắn tạo hóa, khi đó ngồi xếp bằng tu luyện là hắn, phát sinh hết thảy nhìn tự hồ càng giống là trùng hợp, kỳ thực cho tới bây giờ liền không có cái gì trùng hợp, sự tình cuối cùng cũng có nhân quả, cố sự cũng có nó số mệnh, từ chú ý chúng sinh dựng lên, đến tiêu viêm mà kết thúc, rất nhiều chuyện cũng là như thế, đây cũng là nhân quả luân hồi, đối với Thiên Hà Ma Quân tới nói, cái này không thể nghi ngờ đã là hắn hài lòng nhất thời khắc, nhìn xem tu luyện Tiêu Viêm, trên mặt nổi lên nụ cười chính là chứng minh, hắn đời này tâm nguyện vào lúc này đã xong, Thiên Hà Ma Quân hư ảnh dần dần phai nhạt cũng không phải bởi vì hắn không có tâm nguyện mà là vừa mới đang đối kháng với thái hư thần là thời điểm đã dùng hết hắn còn thừa không nhiều sức mạnh đến lúc cuối cùng sức mạnh lúc dùng hết cũng mang ý nghĩa thiên hà ma quân đi đến cuối con đường lần đầu tiên tử vong là nhục thân cùng linh hồn lần thứ hai tử vong là còn sót lại linh hồn mà lần thứ ba tử vong mới thật sự là trên ý nghĩa tiêu thất khi này trên thế giới này đã không còn người nhớ kỹ thời điểm đó mới là cuối cùng tử vong đó là vĩnh viễn tiêu thất trở thành dòng lũ thời gian phía dưới một hạt theo dòng lũ đi xa bụi trần thế gian sẽ không còn vết tích một cái nửa bước thần chi bất hủ đi đến bây giờ trong lòng cũng sớm đã hiểu rõ đối với sinh mệnh càng là tại vẫn lạc phía sau liền đã thoải mái so với sự sống vô tận tới nói ý nghĩa mới hiển lên rõ càng quan trọng mênh mông sinh mệnh không có ý nghĩa mới hiển lên rõ cô độc vô vị thiên hà ma quân bây giờ hắn rất thỏa mãn bởi vì này một khắc hắn không tính chân chính vẫn diệt có một khỏa thuộc về hắn trái tim đang tại hắn muốn nhất muốn nhất thân thể bên trong nhảy lên cái này liền đã là đủ để thiên hà ma quân hư ảnh lại hoàn toàn tiêu tan phía trước lại lần nữa hướng về nữ đế trọng trọng ôm quyền cúi đầu nhìn xem sắp tiêu tán thiên hà ma quân nữ đế chán khẽ nâng lên đôi mắt đẹp lần thứ nhất chân chính nhìn về phía thiên hà ma quân hướng về phía thiên hà ma quân khẽ gật đầu đời này hiểu rõ Thiên Hà Ma Quân thanh âm truyền vang tại toàn bộ Sát Lục Chi Tháp nội, cũng từ Sát Lục Chi Tháp nội cuối cùng truyền ra, truyền đến Đông Đảo ngừng chân quan sát bất hủ trong tai, mặc dù bọn hắn có lẽ cũng không có nhận được Thiên Hà Ma Quân truyền thừa cuối cùng, nhưng kỳ thật rất lớn một bộ phận bất hủ cường giả, còn tại Sát Lục Chi Tháp nội thu được đấu ký công pháp, cho dù không có thu được truyền thừa cuối cùng, cũng tại Sát Lục Chi Tháp nội ít nhất phải đến rồi Thiên Hà Ma Quân truyền thừa, chỉ bất quá so với Tiêu Viêm bây giờ bên phải khiêu động ma tâm, truyền thừa của bọn hắn cũng đích xác không coi là cái gì, bất quá ít nhất Thiên Hà Ma Quân, tại Sát Lục Chi Tháp có hủy diệt nguy hiểm thời điểm đem mọi người đều truyền tống mà ra, bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Lúc này chính là có một chút bất hủ cường giả biết được lần này đã kết thúc, truyền thừa chính là không nghĩ nhiều nữa, bởi vì coi như to gan, cũng không có ai còn nghĩ lần nữa tiến vào sát lục chi tháp một lần, có thể từ trong đó còn sống rời đi. Đối với số đông bất hủ cường giả tới nói, chính là đã vừa lòng thỏa ý. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều bất hủ cường giả lựa chọn ngồi xếp bằng xuống, bọn hắn còn đang chờ chờ, ánh mắt nhìn sát lục chi tháp, cũng nhìn xem té ở, ở xa thái hư thần là, cái sau cái kia bể nát nửa bên thân thể tựa hồ đang tại chữa trị, nếu là ánh mắt phóng gần, mới có thể thấy được tại thái hư thần là thân hình khổng lồ phía trên vô số bát chảo du tẩu đang nhanh chóng chữa trị thái hư thần là bị thương bộ phận trước mắt tạm thời yên tĩnh trở lại nhưng ở thái hư thần là không có bị giải quyết phía trước cũng không có ai dám lại độ xông vào sát lục chi tháp nội dù sao ai cũng không rõ ràng rất giống nữ đế cường giả vẫn sẽ hay không lại lần nữa ra tay ngăn cản phần lớn người lựa chọn tạm thời dừng lại ngừng chân quan sát một chút dù sao đối với những thứ này bất hủ tới nói chính là không bao giờ thiếu thời gian ở loại địa phương này chỉ cần không có nguy hiểm bọn hắn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài Tại sau đó thời gian bên trong, chính là lâm vào rất dài một đoạn bình tĩnh thời gian, ở đây không có tranh đấu, Thái Hư Thần là thương thế trên người dần dần khỏi hẳn, mãi đến hồi lâu sau, nó khổng lồ thân hình mới chậm rãi lơ lửng ở hư không, bất quá như cũ có thể nhìn thấy ở tại thân thể cao lớn bên trên, cái kia bàn tay to lớn ấn, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Một màn này nhường không thiếu bất hủ cường giả lại lần nữa lạnh tê, cái kia phải là sức mạnh mạnh cỡ nào, mới có thể một cái tát thiếu chút nữa đánh tan đẳng cấp này thú dữ khác, hơn nữa hắn đẹp vẫn là cực kỳ kinh người, nếu là không có Thái Hư lấy Minh Hà khoa kỹ cải tạo qua Thái Hư thần là, e rằng một tát này trực tiếp liền đem nó đập chết, dần dần sau khi khôi phục Thái Hư thần là, không có lần nữa công kích sát lục chi tháp, nhưng cũng không có rời đi tư thế, trông thấy một màn này, nữ đế chính là biết được, Thái Hư viện binh e rằng không bao lâu sẽ đến, tiêu viêm một trận chiến này, cơ hồ bằng đại trình độ đắc tội bây giờ huyền âm chân giới cường đại nhất hai chi sức mạnh, một là săn thần cung, tiêu viêm quá đáng đoạt xác tổ quát phân thân, cái sau nhất định sẽ không dễ dàng coi như không có gì, cái này thứ hai chính là thái hư, so với săn thần cung tới nói, kỳ thực thái hư sức mạnh mới càng làm cho người ta thêm kiêng kỵ, nếu là dần dần giải quyết, có lẽ còn còn có thể ứng phó nhưng này lập tức liền đem mạnh nhất hai chi sức mạnh của một chỗ đắc tội như vậy kế tiếp tiêu viêm liền đem mặt càng thêm kịch liệt trả thù thời khắc này yên tĩnh phảng phất chính là đã có thể ngửi được khí tức nguy hiểm tiêu viêm mặc dù đang tu luyện kỳ thực trong lòng cũng đang tính toán lấy tổ quát cùng thái hư át hẳn cũng sẽ không liền như vậy mà từ bỏ ý đồ lúc này yên tĩnh mang ý nghĩa sắp đến mưa gió cho nên lưu cho Tiêu Viêm thời gian kỳ thực đã không nhiều lắm, Tiêu Viêm chủ yếu lo lắng chính là, lần này đến đây nữ đế cũng không có dẫn người tay, tổ quát cùng Thái Hư tất nhiên sẽ triệu tập lực lượng cường đại hơn đến đây, lại Tiêu Viêm biết được nữ đế đã vẫn lạc, cũng minh bạch nữ đế trạng thái bây giờ, nữ đế sức mạnh nhìn như rất cường đại, nhưng là không cách nào bù đắp sức mạnh, cuối cùng cũng có khô kiệt thời điểm, lúc này Tiêu Viêm mở hai mắt ra, cứ việc bây giờ còn có nguyên khí cùng ma khí không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, nhưng hắn cũng dứt khoát quyết nhiên đình chỉ tiếp tục tu luyện. Viện nhi, đi thôi." Tiêu Viêm nhìn về phía nữ đế chân thành nói, "Ngươi làm cái gì? Bây giờ đối với ngươi tới nói là tốt nhất tu luyện thời cơ." không nóng nảy, phía ngoài phiền phức ta đã giải quyết, ngươi yên tâm tu luyện liền tốt. Nữ đế nhìn xem đột nhiên tỉnh lại, gấp gáp rời đi tiêu viêm trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc, Thái Hư cùng Săn Thần Cung chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, chúng ta bây giờ không có chuẩn bị, bên cạnh cũng không có giúp đỡ, ở đây không thích hợp cùng bọn hắn khai chiến, đối với ngươi, tiêu hao quá lớn, không thể. Tiêu viêm thần sắc nghiêm túc, nữ đế gương mặt xinh đẹp nao nao, chợt chính là lộ ra êm ái nụ cười, ngươi thích ta, nữ đế nhìn xem tiêu viêm, trong mắt đẹp thu thủy lấp lóe, như trong bóng tối chân châu lộ ra vô cùng lập lòe bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm rời khỏi nơi này trước tiêu viêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng loại tình huống này nữ đế vẫn như cũ nhẹ tô lại đạm viết biểu hiện càng là ung dung không vội tựa hồ đối với sự tình gì đều chưa từng có quá nửa điểm e ngại dường như đang nữ đế trong mắt của chỉ có tiêu viêm cảm thụ đến nỗi những thứ khác nàng cũng một mực mặc kệ dù cho bây giờ tiêu viêm ngừng tu luyện những cái kia nguyên khí cùng ma khí đều không có ngừng trệ vẫn như cũ còn đang không ngừng rót vào tiêu viêm thể nội bây giờ đối với tiêu viêm tới nói đích thật là tuyệt cao cơ hội tu luyện có thể tiêu viêm cũng không biết chuyện gì đối với nữ đế cảm tình cũng biến thành đặc thù lo nghĩ nhường tiêu viêm cũng không biện pháp toàn thân toàn ý vui đầu vào tu luyện ở trong nữ đế đang khi nói chuyện đã đến tiêu viêm trước người mảnh khảnh cánh tay nắm ở tiêu viêm bộ ngực mềm mại một cách tự nhiên cùng tiêu viêm cánh tay tiếp xúc tiếp đó tay ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ tiêu viêm bả vai người không tín nhiệm thiếp thân nữ đế trêu đuổi nhìn xem tiêu viêm cái sau cọ cọ lui về phía sau liền lùi mấy bước không phải ta là lo lắng thái hư cùng săn thần cung liên thủ mặc dù viện nhi rất cường đại nhưng coi như ngươi có thể ra tay giải quyết bọn hắn có thể chính người tiêu hao quá to lớn tiêu viêm không có tiếp tục mở miệng nữ đế nghe vậy không có sinh khí mà là che miệng cười khẽ xem ra ngươi thật sự yêu thích ta ngươi ở đây sợ ta tiêu thất sao nữ đế vấn tiêu viêm dừng một chút ánh mắt nhìn về phía nữ đế đối với tình cảm tiêu viêm cho tới bây giờ cũng không tốt ẩn tàng hắn nặng nề gật đầu theo ta được biết đầu tiên liền có thể chuyển thế viện nhi tại sao lại không có chuyển thế tiêu viêm không hiểu hỏi như tôn thượng đồng dạng tiêu viêm chính là tôn thượng chuyển thế theo lý mà nói tiêu viêm tại đấu thần thời điểm liền sẽ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước từ đó cùng trí nhớ kiếp trước giao dung liền có thể xem như chuyển thế thành công đồng dạng tại thức tỉnh chuyển thế ký triệu sau đó tính tình bao nhiêu đều sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều kiếp trước tình cảm cũng đồng dạng sẽ thức tỉnh bất quá tôn thượng không có lưu cho tiêu viêm ký triệu đây là tôn thượng làm ra quyết định có lẽ cũng là tôn thượng đã hiểu ra cũng không muốn nhường tiêu viêm nắm giữ thuộc về hắn đau đớn cho nên mới không có cho tiêu viêm lưu lại ký triệu nhưng tiêu viêm làm chính mình, từ đó nhường tiêu viêm nắm giữ thuộc về mình cố sự, chuyển thế sao, sớm tại rất lâu liền đã không có cách nào chuyển thế, nữ đế trên gương mặt đôi mắt đẹp linh quang chớp động, vốn hẳn nên thương cảm lời nói, tựa hồ đối với mỹ nhân này tới nói, cũng không thèm để ý, vì cái gì, tiêu viêm còn chưa hiểu, đối với luân hồi chuyển thế tới nói, tiêu viêm hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, lúc này liền là truy vấn, vì cái gì, ta cũng không biết vì cái gì, đây là tự ta lựa chọn chính là không muốn chuyển thế, cùng chú ý chúng sinh lựa chọn hẳn là một dạng, xóa đi ký triệu sẽ sinh ra một cái mới sinh mạng nhỏ, bất quá nàng có lẽ sẽ trở nên bình thường có lẽ mạnh mẽ hơn ta nhưng ta sẽ không để cho nàng thức tỉnh thuộc về ta ký triệu nữ đế nhún vai hồi đáp tiêu viêm nghe vậy cười khổ hắn không thể nào hiểu được tôn thượng cũng tự nhiên không thể nào hiểu được nữ đế bọn hắn đều từng là người thật mạnh có quyết đoán của mình có lẽ thật là đạt đến bất khả tư nghị cấp độ cũng hiểu được sinh mệnh cho nên mới sẽ làm ra chọn lựa như vậy ngươi cũng không cần lãng phí thời gian tiếp tục tu luyện yên tâm đi nơi này chính là bất hủ hoang dã trôn đều là bạn của ta ở đây chính là không bao giờ thiếu giúp đỡ nữ đế nhìn xem cái kia còn liên tục không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể thần chi nguyên khí, chính là tiếp tục nói, Tiêu Viêm hơi sững sờ, có chút hồ nghi nhìn xem nữ đế, lại không biết được nữ đế lời nói là thật là giả, nhưng kết hợp phía trước ở đây thường nhân sợ hãi quy tắc, tựa hồ nữ đế một câu nói, những quy tắc này liền có thể hoàn toàn tiêu thất, có thật không? Tiêu Viêm thận trọng hỏi, nữ đế ga con mổ thóc thức liên tục gật đầu, dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, ta thề nếu là lừa ngươi, liền ban thưởng ngươi, Tiêu Viêm nghe vậy không nói gì thêm, lập tức ngồi xếp bằng xuống, không nói thêm gì nữa, nhìn xem Tiêu Viêm lúng túng bộ dáng, nữ đế được như ý đồng dạng phát ra tiếng cười như chuông bạc tựa hồ nàng đặc biệt nóng chung tại đùa dỡn tiêu viêm so với tôn thượng tính toán xảo diệu hoặc có lẽ là lãng mạn trí cực tính cách tới nói tiêu viêm lộ ra tùy tiện thật sự là nhường nữ đế thích cực kỳ đến nỗi tiêu viêm lại lần nữa chìm đắm xuống đúng như là nữ đế lời nói bây giờ đối với tại tiêu viêm tới nói chính là tu luyện tăng lên thời cơ tốt nhất một khi bỏ lỡ dạng này thời cơ như vậy tiêu viêm sẽ rất khó lại có bùng nổ như vậy tính chất tăng trưởng trong thời gian thật ngắn tiêu viêm không chỉ có đột phá đến cửu tinh đấu thần đỉnh phong càng là nguyên khí nội tình bất khả tư nghị đột phá trăm triệu, hơn nữa dựa theo thời khắc này thế, tựa hồ trăm triệu còn không phải cuối cùng, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình còn tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên điên cuồng, thực sự là không biết như Đông Hải Sa gặp lại Tiêu Viêm thời điểm, biết được Tiêu Viêm nguyên khí nội tình không chỉ có phá trăm triệu, hơn nữa còn vượt xa hắn thời điểm, nội tâm sẽ có cảm tưởng gì, dù sao khi đó hắn nhìn thấy Tiêu Viêm thời điểm, còn là một cái nguyên khí nội tình không có vượt 10 ngàn tiểu tử, càng là tại Lặng Yên Không một tiếng động ở giữa, một luồng khói liền đem hắn cũng rất xa quang hậu phương, mà cũng may là Thái Hư cùng săn thần cung, muốn đến bất hủ hoang dã vẫn cần không thiếu thời gian, cho nên cũng vì tiêu viêm tranh thủ thời gian dài tu luyện, một lần này tu luyện đối với tiêu viêm tới nói vạn phần trọng yếu, cũng là vì đó phía sau bước vào bất hủ là tối trọng yếu một bước, cửu tinh đấu thần đỉnh phong sau đó chính là bất hủ, bất quá nếu như đột phá tới bất hủ, tiêu viêm trong lòng bây giờ còn một điểm đếm cũng không có, cho dù nắm giữ bất hủ lực phân thân, có thể cái kia trung quy là phân thân, cùng mình tự mình kinh lịch tự nhiên là hoàn toàn bất đồng, theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm thể nội ngưng kết tinh thần hải tốc độ dần dần chậm lại xuống, mà lúc này Tiêu Viêm nguyên khí nội tình bỗng nhiên đã là đi tới 150 triệu, dù cho tốc độ chậm lại một chút, nhưng trên thực tế vẫn như cũ tốc độ cực nhanh, ít nhất tốc độ như vậy chỉ cần cho Tiêu Viêm đầy đủ thời gian, đột phá tới 200 triệu cũng không phải không có khả năng, tại Tiêu Viêm lúc tu luyện, nữ đế tự hồ cũng phát giác Tiêu Viêm chấn động tâm thần, bởi vì Tiêu Viêm trong lúc nhất thời, cũng có chút không thể nào tiếp thu được tăng vọt nguyên khí nội tình tựa hồ không có điểm cuối đồng dạng, vô chỉ cảnh leo lên, mỗi một vị đấu thần tại đột phá đến cửu tinh đấu thần đỉnh phong phía sau, đều sẽ có một lần nguyên khí tăng vọt, mà lần này tăng vọt, đối với kế tiếp xung kích bất hủ có phi thường mấu chốt tác dụng, bình thường đấu thần, chỉ cần có thể đột phá tới 30 triệu nguyên khí nội tình, liền coi như không tệ, liền có thể xung kích bất hủ, nhưng có thể tấn thăng làm bất hủ tỷ lệ có thể nói là cực thấp, mà nguyên khí nội tình nếu là có thể khai trương 10 triệu hoặc càng người cao, như vậy đột phá đế chi bất hủ tỷ lệ liền sẽ hiện lên thẳng tắp lên cao, cho nên nguyên khí nội tình càng nồng đậm, đột phá bất hủ tỷ lệ thì cũng càng cao trước đây chú ý chúng sinh tại đột phá bất hủ phía trước chính là phá ngàn triệu nữ đế thanh âm tại tiêu viêm trong đầu quanh quẩn giống như tin tức đồng dạng tràn vào tiêu viêm trong đầu rất nhu hòa cũng không có ảnh hưởng tiêu viêm tu luyện dù sao thời khắc này để thăng tiêu viêm chỉ cần ổn định tâm thần còn lại giao cho tinh thần hải liền tốt tựa hồ bây giờ bày ra chính là nước chảy thành sông ngàn triệu nghe được cái này chỉ số thời điểm tiêu viêm trong lòng cũng là thất kinh trước đây chính là cảm thấy trăm triệu đã là không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm lại không có nghĩ đến tôn thượng còn muốn càng thêm nghịch thiên đấu thần thời kỳ nguyên khí nội tình chính là đột phá tới ngàn triệu nhiều đó là kinh khủng bực nào cấp độ trăm tỷ nguyên khí nội tình mà có thể nghiền ép đế chi bất hủ đi khi đó ta cũng không biết nhưng về sau ta mới từ một vài tin đồn bên trong biết được chú ý chúng sinh một mực để thăng nguyên khí nội tình là ở cái này mênh mông tinh thần bên trong tìm kiếm một quả chân chính thuộc về hắn linh hồn bản mệnh chi tinh nếu là có thể tìm được viên này bản mệnh chi tinh liền có thể thành tựu tổ cảnh đấu thần mà lấy tổ cảnh đấu thần đột phá tới đế chi bất hủ một ý niệm liền có thể ngưng kết bất hủ chi lực mang tới chỗ tốt chính là tại cảnh giới ngang hàng phía dưới bất hủ chi lực đem ẩn chứa tổ cảnh chi uy, nói đơn giản một chút, có thể đạt tới cái này các loại cảnh giới, đồng cấp liền có thể vô địch. Nữ đế thanh âm tại lúc này tu luyện tiêu viêm trong đầu vang vọng, đối với tu luyện còn mê mang tiêu viêm tới nói, trực tiếp vì tiêu viêm tỏ rõ con đường, nhưng tiêu viêm trong nháy mắt chính là tìm được đi tới phương hướng, cũng như nữ đế lời nói, muốn ở nơi này triệu vạn tinh thần ở trong, đi tìm đến cái kia thuộc về chính hắn bản mệnh chi tinh, đột phá truyền thuyết kia mới có tổ cảnh đấu thần. Như thế mới có thể trở nên càng cường đại, ngàn triệu bản thân đã không phải là một vài giá trị, bởi vì đột phá trăm triệu sau đó, thần chi nguyên khí kỳ thực đã đầy đủ, dù sao đế chi bất hủ cấp bậc chiến đấu, mặc dù cũng tại vận dụng nguyên khí, bất quá theo thực lực danh giới tăng thêm một bước, bất hủ chi lực ẩn chứa càng nhiều, uy lực cũng liền càng mạnh, bất hủ chi lực mới là đế chi bất hủ lực lượng cường đại hơn, cho nên nguyên khí nội tình cũng không phải càng nhiều càng tốt, sở dĩ Tôn Thượng ngưng tụ ngàn triệu nội tình, không phải hắn bản ý muốn ngưng kết nhiều như thế, mà là hắn một mực tìm kiếm bản mệnh chi tinh. Mãi đến ngưng kết ngàn triệu sau đó mới tìm đến, đến nỗi Tiêu Viêm chính là muốn nhìn hắn ngưng kết bao nhiêu thời điểm có thể tìm được bản mệnh chi tâm, thành tựu tổ cảnh, đột phá bất hủ nhất thiết phải tìm được bản mệnh chi tinh sao? Tiêu Viêm cũng là tại nghe thấy nữ đế một phen nói ra phía sau mở miệng hỏi, dĩ nhiên không phải, rất nhiều đế chi bất hủ mãi đến đột phá đến bước thứ 9 cũng chưa từng tìm được, ta chỉ biết được Đột phá đế chi bất hủ độ còn không cần tìm được bản mệnh chi tinh, nhưng nếu tại đột phá đến đế chi bất hủ bước thứ 9 đều chưa từng tìm được, như vậy thì sẽ vĩnh viễn dừng bước tại bước thứ 9. Nữ đế tiếp tục mở miệng vì Tiêu Viêm giải hoặc, lúc này Tiêu Viêm đã muốn chạm tới đế chi bất hủ, mà tỉ mỉ nữ đế tại biết được Tiêu Viêm không có thức tỉnh tôn thượng ký triệu, chính là biết được, thời khắc này Tiêu Viêm vô cùng mê mang, cho nên nữ đế mới vì Tiêu Viêm kiên nhẫn giải hoặc. Đối với bây giờ Tiêu Viêm tới nói, trọng yếu dị thường, lại nữ đế kỹ càng vô cùng giải hoặc, càng là có thể để cho Tiêu Viêm thiếu đi rất nhiều đường quanh co có thể trực tiếp nhìn thấy hắn muốn đến hải đăng không cần tại biển cả ở trong hoang mang đa tạ viện nhi giải hoặc tiêu viêm nói cảm tạ người nói như vậy liền lộ ra xa lạ so với trong lời nói cảm tạ ta càng ưa thích nữ đế trên mặt nổi lên nụ cười vốn định tiếp tục nói nhưng vẫn là lo lắng ảnh hưởng tiêu viêm tu luyện chính là không có tiếp tục mở miệng loại nữ nhân này mới là thông minh nhất tại dính người cùng không dính ở giữa nắm vừa đúng sống chung càng là sẽ không để cho người có bất kỳ nhàm chán cảm giác trong lời nói tùy thời mang theo tiểu tình thú mặc dù nhường tiêu viêm có chút lúng túng nhưng cũng nhường chung đụng bầu không khí trở nên càng thêm nhẹ nhõm, tu luyện khô khan bên trong, loại cảm giác này kỳ thực có thể làm cho linh hồn nhận được phút chốc nghỉ ngơi, nữ nhân ưu tú không chỉ có tràn ngập mị lực, còn tràn ngập trí tuệ, sống chung cảm giác vui thích, một số thời khắc so với cái kia mỹ mạo tựa hồ cũng còn muốn càng thêm mê người. So với vảy màu bá ngựa tỷ cảm giác, cùng với huân nhi ôn nhu thuộc nữ, loại nữ nhân này tựa hồ không quá thích hợp trở thành thê thiếp, cũng không phải nữ đế chưa hoàn mỹ, mà là quá hoàn mỹ, tựa hồ chỉ có tôn thượng bực này càng thêm hoàn mỹ người mới có thể cùng nàng hoàn mỹ xứng đôi, có thể nữ đế cô gái như vậy, cũng đích xác làm cho không người nào có thể kháng cự, cái này khiến Tiêu Viêm nội tâm cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, nhưng bất kể nói thế nào, đến thiếu nữ đế đều là thực tình chân ý đối đãi cùng hắn, hay là đó là đối với tôn thượng lưu lại tình cảm, có thể cuối cùng đến giúp vẫn là Tiêu Viêm chính mình, cho nên nữ đế ngoại trừ cảm tình bên ngoài, còn có một phần ân tình ở trong đó, đương nhiên, đến nỗi xảy ra một chút không nên phát sinh, Tiêu Viêm bản thân là nghĩ, hoàn toàn là bị ép buộc, sau đó cũng là được ma khí ảnh hưởng, bất quá nghĩ tới tơ lụa giống như xúc cảm thời điểm, thoải mái đúng vậy xác thực thoải mái cùng lúc đó tại không hủ hoang dã bên ngoài bây giờ hư không vặn vẹo giống như nước yên tĩnh mặt bỗng nhiên bị khuấy động tạo thành vòng xoáy ư dư ma kỳ tốc độ càng lúc càng nhanh mãi đến tạo thành một cái sâu không thấy đáy hắc động vậy liền tạo thành một cái ba động cực lớn lỗ sâu mặc dù có thể cực tốc xuyên thấu hư không nhưng bản thân cũng cực kỳ nguy hiểm nếu không phải có tuyệt đối tự tin cũng là chưa có người dám từ loại này lỗ sâu ở trong xuyên thẳng qua tại nơi lỗ sâu ở trong chuyển đến tiếng minh thanh âm trầm thấp nhường lỗ sâu càng thêm không ổn định càng là có sụp đổ trí cái kia đem muốn khép lại lỗ sâu bỗng nhiên một vệt sáng từ trong đó khuấy động mà ra cưỡng ép lại đem lỗ sâu trèo chống ra làm cho mảnh không gian này bốn phía tạo thành vô số hư không phong bạo hướng về bốn phía bao phủ cũng may phải không hủ hoang dã bốn phía cũng không giới không cùng tinh thần bằng không những thứ này hư không phong bạo uy lực đủ để đối với tinh thần cùng giới không tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt ngay sau đó chính là nhìn thấy cái kia lỗ sâu ở trong khổng lồ bóng đen chầm chậm bơi ra mà khổng lồ hư ảnh chính là bây giờ lơ lửng tại sát lục chi tháp bên ngoài, hình thể bộ dáng đều giống nhau như đúc thái hư thần là. Chủ yếu nhất là, từ lỗ sâu ở trong chậm rãi trườn ra đãng ra thái hư thần là, không chỉ một đầu, mà là hai đầu, cho dù là tại mênh mông hư vô ở trong, cái này hai đầu thái hư thần là khổng lồ kia hình thể cũng là, lộ ra vô cùng mênh mông, mà ở cái này hai đầu thái hư thần là thân thể cao lớn phía trên, chỉ có cẩn thận đi xem thời điểm, mới có thể phát hiện phía trên kia đứng nghiêm một chút thân ảnh, hai đầu thái hư thần là xuất hiện ở bất hủ man hoang thời điểm cũng là tràn ngập tuyệt đối lực rung động, nhưng ngay tại hai đầu thái hư thần là, khổng lồ thân hình muốn đi vào bất hủ man hoang thời điểm, một cỗ cường đại sức mạnh càng là đem hắn ngăn trở xuống, phi thường cường đại cấm chế chi lực, từ trước tới giờ không hủ hoang dã bên trong dạo dực mà ra, nghe nói bất hủ hoang dã có cái gọi là quy tắc chi lực, chẳng lẽ đây cũng là cái kia quy tắc sức mạnh, thái hư thần là lên thân ảnh cũng không gấp gáp, đều là ngừng đầu nhìn cái kia vặn vẹo lại màu sắc sặc sỡ hư không, đây là tiến vào bất hủ man hoang lối đi duy nhất, nhưng bây giờ tựa hồ bất hủ hoang dã đang nói cho bọn hắn, đường này không thông, quy tắc chi lực, cái gì buồn cười sức mạnh, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, không tồn tại bất luận cái gì quy tắc, nói chuyện thái hư cường giả đứng lặng tại mọi người đoạn trước, mà cánh tay kia phía trên có linh một danh sách con số, cái số này đại biểu không chỉ có là sức mạnh, cùng với cũng là tại thái hư trong thân phận và địa vị. Rõ ràng ở đây 701 chính là cao nhất con số, cũng đại biểu cho hắn là đám người kia người cầm đầu. Thậm chí hai đầu thái hư thần là cũng phải nghe từ chỉ huy của hắn. Bất luận cái gì cấm chế chi lực, trực tiếp cho ta mở nó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đây là địa phương nào cũng dám mặt sát ta nhiều tên thái hư hạng người, cùng với liền thần là cũng dám trọng thương. 701 Haki âm thanh từ hư thần áo giáp phía dưới truyền ra. Vừa mới nói xong, hai đầu Thái Hư Thần là chính là chậm rãi mở ra miệng rộng, năng lượng cường đại chính là ở tại miệng lớn ở trong điên cuồng ngưng kết, tại hắc ám trong hư không bắn ra quang mang chói mắt, mà tên 701 bây giờ đông đảo Thái Hư người cầm đầu, hắn hư thần áo giáp có rõ ràng khác biệt, mặc dù trên bộ dáng đại khái giống nhau, nhưng mà ở tại trước ngực, nhưng là có ba cái hồng tinh tạo thành hình tam giác, bắn ra lấy tia sáng, tại 701 sau lưng mấy người, cũng là tiến nhập 800 trong vòng trên lồng ngực của bọn họ hồng tinh mặc dù không có ba cái nhưng là tăng thêm đến hai cái mà rõ ràng cái này hồng tinh đối ứng chính là hư thần khôi giáp cấp bậc hồng tinh cũng là hư thần áo giáp chủ yếu nhất sức mạnh nơi phát ra tiêu viêm cũng là lúc trước vận dụng hư thần áo giáp thời điểm đã hiểu rõ không thiếu dù sao hư thần áo giáp cũng không có trong tưởng tượng phức tạp như vậy mà không phức tạp mới là hư thần áo giáp chân chính chỗ cường đại xuất sắc công phòng nhất thể cơ hồ khiến vận dụng lấy không cần quá nhiều điều khiển mà có thể làm đến dạng này minh hà khoa kỹ đích thật là làm cho người sợ hãi uẩn nhưỡng sau một lát hai đầu thái hư thần là trong miệng ngưng tụ quang đoàn liền đột nhiên khuấy động mà ra hóa thành hai tràn ngập cực đoan sức mạnh hủy diệt chùm sáng hướng về bất hủ man hoang cửa vào kích mà đi cùng lúc đó bất hủ hoang dã phía trên cũng tương tự bạo phát ra cường hãn cấm chế chi lực rõ ràng thái hư muốn dựa vào như thế man ngoan thủ đoạn truyền vào trong đó bất hủ hoang dã ở trong nhiều như vậy ý chí là tuyệt đối sẽ không cho phép khiến tại nơi màu sắc sặc sỡ vạn vẹo trong hư không cường đại cấm chi lực giống như một chương vô hình cự thuẫn đỡ được cái này hai thái hư thần là trong miệng tóe ra chùm sáng hai cỗ sức mạnh va chạm một cái chớp mắt toàn bộ hư không đều ở đây điên cuồng chấn động rõ ràng lực lượng như vậy đã là có thể dung chuyển hư không huyền âm chân giới hư không tự nhiên không như thần hy thế giới thậm chí tranh lệch mấy cái đẳng cấp ít nhất tại thần hy thế giới bên trong thế công như vậy sẽ không để cho hư không xuất hiện khoa trương như thế vạn vẹo bất quá hư không bản thân là vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt dạng này vạn vẹo sẽ chỉ làm quanh mình hư không không ổn định nếu là phá toái như vậy hư không liền sẽ tái tạo từ đó bộc phát hư không phong bạo hủy diệt hết thảy sau đó tái tạo công thành hư không vẫn như cũ sẽ một lần nữa trở nên hoàn hảo cho nên phương thức như vậy sẽ chỉ làm bốn phía tồn tại ở vùng hư không này tạo thành uy hiếp lúc này hai đầu thái hư thần là trong miệng trùm sáng không có ngừng trệ mà là tiếp tục kích lấy đối kháng bất hủ hoang dã vô hình lại cường đại cấm chế sức mạnh nhưng muốn mở bất hủ man hoang cấm chế sức mạnh nhất là dễ dàng như vậy dù sao ở đây mai táng huyền âm chân giới đã từng rất nhiều cường đại bất hủ nhóm bọn hắn cho dù vẫn lạc cũng như cũ có ý chí cường đại khi này chút ý chí toàn bộ đều hội tụ vào một chỗ thời điểm vậy tất nhiên lại là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại ít nhất bây giờ thái hư thần là công kích cũng không có mảy may có thể đem hắn dung chuyển ý tứ, rõ ràng không để bọn hắn tiến vào bên trong. Theo Thái Hư Thần là trùng sáng cùng bất hủ hoang dã cấm chế, chi lực đối kháng lúc, quanh mình hư không vặn vẹo trình độ càng ngày càng mãnh liệt, nếu là tiếp tục nữa hư không tất nhiên sẽ không chịu nổi xuất hiện sụp đổ, mà hư không nếu là một khi sụp đổ thì sẽ sinh ra hư không phong bạo, đối bọn hắn tới nói cũng không muốn nhìn thấy hư không phong bạo xuất hiện, chủ yếu nhất là, một khi hư không thật sự mảng lớn sụp đổ, xuất hiện hư không phong bạo uy lực chính là một cái vấn đề không nhỏ, bởi vậy một chỉ có thể là giơ tay lên, hai đầu Thái Hư Thần là, trong miệng phun ra chùm sáng lúc này mới dần dần tiêu tan xuống, đình chỉ tiếp tục dùng loại này cường công phương thức, như vậy hiện tại lưu cho trăm linh một vấn đề liền khó giải quyết đứng lên, bây giờ mặc dù đã tới bất hủ hoang dã, nhưng lại liên tiến đi đều được vấn đề, như thế nào đi dò xét trong đó là người phương nào tiêu diệt, ngay tại trăm linh một suy tư như thế nào phá giải lúc, tại một bên khác cách đó không xa bên trong hư không, đột nhiên xuất hiện mãnh liệt sóng chấn động động, một cái hư không lỗ sâu chính là đang vặn vẹo ở giữa, xuất hiện ở, ở xa chợt chính là nhìn thấy, trên trăm con hung thú, hình thể có bất đồng riêng, nhưng mỗi một con hung thú đều tản ra hung hãn vô cùng ba động, hung thú đều từ lỗ sâu lướt đi sau đó, mới là nhìn thấy mấy chục vạn thân ảnh, chân đạp phi thú, trùng trùng điệp điệp từ lỗ sâu ở trong lướt ầm ầm ra, nhìn xem một màn này, 701 cũng là quay đầu nhìn sang, dạng này một chi sức mạnh, rõ ràng cũng đầy đủ đưa tới 701 coi trọng, bởi vì hắn bây giờ còn không biết, bọn họ là hướng về phía ai tới, trăm con hung thú cùng với mấy trăm ngàn đại quân từ lỗ sâu ở trong lướt đi phía sau, đều là ngay ngắn trật tự, nhìn bình thường cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, đến loại này cấp bậc, mỗi một người lực chấp hành đều là vô cùng cao, sau một lát, lỗ sâu ở trong mới xuất hiện một cái hình thể càng thêm to lớn phi thú, sau lưng còn có rất nhiều tiểu phi thú đi theo, ở nơi này cự hình phi thú phần lưng, chính là bỗng nhiên ngồi xếp bằng hai thân ảnh, lúc này hai thân ảnh đều là từ từ mở hai mắt ra, mà động tác của bọn hắn, quay đầu tốc độ cũng là giống nhau như đúc, trong mắt tiết lộ ra ngoài thần sắc cũng là như thế xem ra chư vị là gặp phiền toái gì nếu không thì chúng ta hợp tác trong đó một thân ảnh trầm giọng mở miệng âm thanh tại an tĩnh bên trong hư không truyền vang ra truyền vào đứng lặng tại hai đầu thái hư thần là trong tai của mọi người bảy trăm linh một cũng là chậm rãi quay đầu hắn mặc dù không biết bây giờ nói chuyện là ai nhưng nhìn cái này mênh mông cuồn cuộn quân đội cũng là có thể cảm nhận được hắn áo giáp dưới chấn kinh ngươi là người nào nhưng dù cho đối mặt săn thần cung bực này trận thế thái hư cầm đầu tên này bảy trăm linh một ngữ khí vẫn như cũ rừng dưng bởi vì dường như đang bọn hắn thái hư trong mắt săn thần cung không có bất kỳ cái gì thế lực có thể đối bọn hắn tạo thành mảy may uy hiếp săn thần cung tổ quát cái sau cũng là không có nghi trễ trực tiếp nói lên danh hào của mình săn thần cung bảy trăm linh một nghe vậy hơi hơi sững sờ sau đó mới xoay người hướng về tổ quát phân thân nhìn lại nói đến ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi săn thần cung nghe nói ta thái hư là lấy được tin tức của ngươi vừa mới đến đây bây giờ đều vẫn lạc trong đó hôm nay các ngươi cần phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, 700 linh một giọng của bên trong mang theo chất vấn, rõ ràng hắn cho rằng vài tên thái hư vẫn lạc trong đó, định cũng cùng bọn hắn săn thần cung có tất nhiên liên hệ, cũng là thú vị, đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân, ta sớm đã thông chi các ngươi săn thần cung, lại lại phái tới vài tên cặn bã, làm hại ta săn thần cung tổn thất nặng nề, mấy tên cường giả đều vẫn lạc trong đó, vốn cho rằng các ngươi thái hư cường đại, xem ra tựa hồ cũng bất quá như thế, tổ quát đối mặt 700 linh một chất vấn, cũng là không có nhượng bộ chút nào, ngược lại là lạnh rên một tiếng quát lớn, tổ quát vừa mới nói xong, cái kia hai đầu thái hư thần là chính là chậm rãi chuyển động, hắn phương hướng bỗng nhiên hướng bọn họ nhắm ngay, ta sẽ điều tra rõ là ai đối với ta nhóm thái hư ra tay, bất quá trước lúc này, ta ngược lại thật ra cũng không ngại đem các ngươi xóa sạch, 701 cũng là việc nhân đức không nhường ai, tựa hồ ỷ vào hai đầu thái hư thần là, cũng hoàn toàn không sợ săn thần cung bên này mênh mông cuồn cuộn quân đội, Hừ, biến mất, thực sự là không biết các ngươi thái hư, đến tột cùng từ đâu tới sức mạnh dám như thế cùng vọng, tổ quát trong giọng nói cũng lập tức sát ý phun trào, vừa mới nói xong, chỉ thấy cái kia mấy trăm ngàn người quân đội từng sức mạnh từ, trên người bọn họ tràn ra, giữa không trung, cuốn mây đổi thiên trận đột nhiên ngưng hiện, đại trận bên trong, phù văn phát họa ra một cái con mắt thật to, năng lượng cuồng bạo ba động lập tức từ trong đó khoách tán ra, tổ quát không nói nhảm, bởi vì hắn biết được muốn từ trong mắt những người này nhận được một chút tôn trọng vậy thì nhất định phải lượng kiếm mặc dù các ngươi thái hư rất mạnh nhưng có lẽ còn không biết được ở nơi này bất hủ hoang dã bên trong diệt các ngươi thái hư chính là ai chỉ bằng các ngươi mấy cái này cạn bã cũng tương tự cùng phía trước mấy cái một dạng chết ngay cả cạn cũng không còn tổ quát nói chuyện càng là không hề nể mặt mũi đỉnh đầu bên trên ngưng tụ cuốn mây đổi thiên trận tản mắt ra ba động rõ ràng cũng đã nhận được bảy linh một coi trọng các ngươi cũng là vì này mà đến bảy trăm linh một giọng của rõ ràng không có vừa mới như vậy cường thế bởi vì cái gọi là cường long ép không qua địa đầu xà Huống chi lúc này săn thần cung bực này trận thế, nếu là thật sự muốn đánh đứng lên, có lẽ hai đầu thái hư thần là sẽ không ra vấn đề quá lớn, nhưng mà bọn hắn hơn 20 người, đoán chừng phải bị cái này mấy trăm ngàn người quân đội nghiền chết, huống chi cái kia trên trăm con hung thú cũng không phải loại lương thiện, đương nhiên, nhưng 701 cảm thấy chân chính uy hiếp vẫn là, tổ quát trên đỉnh đầu ngưng kết ra cuốn mây đổi thiên trận, trận này tản mắt ra cường đại ba động, mới rung động đến rồi 701, người sau ngữ khí mới vì vậy mà thoáng làm chậm lại một chút, chủ yếu nhất là, đến đây là giải quyết bọn hắn mấy tên thái hư vẫn lạc tại nguyên do trong đó săn thần cung hưng sư động chúng như vậy nhất định có cực kỳ hung hãn cường giả ở trong đó thái hư cũng tự nhiên sẽ hiểu tại huyền âm chân giới bên trong săn thần cung là đương chi không thể bây giờ thực lực xếp hạng thứ nhất thế lực cơ hồ tất cả thế lực đều bị săn thần cung chèn ép căn bản là không có cách quật khởi săn thần cung tồn tại bất hủ cũng là nhiều nhất thế lực cho nên cho dù là thái hư cũng không có dễ dàng đi trêu chọc săn thần cung bây giờ ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm hoặc là lập tức chiêu càng mạnh hơn giả đến đây hoặc là liền mau chóng rời đi, hơn 20 người, chịu chết đều không đủ, tổ quát ngôn ngữ vẫn như cũ sắc bén, lúc này tiếp tục hừ lạnh mở miệng, các ngươi săn thần cung hoàn toàn chính xác có một chút vốn liếng, bất quá tại thái hư trước mặt, các ngươi chẳng đáng là gì, nói chuyện hiếu khách nhất khí một chút, trăm linh một tức giận phun trào, tổ quát ngôn ngữ cũng là không có cho thái hư mảy may mặt mũi, trăm linh một thoại âm rơi xuống, tổ quát chính là vung tay áo bào, cuốn may đổi thiên trận chính là bắt đầu lại lần nữa vận chuyển, uy áp cường đại khoách tán mà ra, mãi đến thái hư một đám, ta không nghĩ cho các ngươi thái hư có quá nhiều liên quan, bất quá ta mới vừa nói rất nhiều tinh tường, lập tức để các ngươi thái hư càng nhiều cường giả đến đây, muốn đối phó bất hủ trong man hoang vị kia, các ngươi không đủ tư cách, tổ quát hồi đáp, sau khi nghe nói 701 tựa hồ cũng ý thức được tổ quát không phải nổi giận, mà là thực lực bọn hắn thật sự không đủ, huyền âm chân giới ở trong, ngoại trừ nữ đế bên ngoài, còn có ai cần lớn như vậy chiến trận, 701 cũng là có chút không hiểu. Đối với huyền âm chân giới bọn hắn thái hư nắm giữ được tin tức cũng không ít, cho nên không biết được còn có vị kia cường giả cần bực này đãi ngộ, chính như người lời nói, Tổ quát lạnh lùng đáp lại, ngươi nói ở trong đó là nữ đế, nàng sớm đã vẫn lạc, huyền âm chân giới mọi người đều biết, các ngươi biết nữ đế sao, cho dù nàng đã vẫn lạc, còn sót lại sức mạnh như cũ có thể nát bấy các ngươi thái hư, ta không muốn cùng ngươi tiếp tục nói nhảm, đợi thêm một hồi, nghĩ đến các ngươi thái hư viện quân cũng sắp đến, tổ quát cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chính là không còn giảng giải, lúc này liền là vung tay áo bào, cuốn mây đổi thiên trận phủ văn mắt to bên trong tia sáng khuấy động mà ra, hóa thành một chùm sáng màu vàng óng lướt ầm ầm ra, chùm sáng phá toái hư không, lệnh cái này một đám thái hư cũng là tâm thần căng thẳng, bất quá kỳ quang buộc phá toái hư không thời điểm, cũng không phải lướt về phía thái hư thần là, mà là hướng về bất hủ hoang dã kích mà đi, ầm ầm, nhất thời, chính là đánh vào bất hủ hoang dã vạn vẹo hư không phía trước, cường đại cấm chi lực ầm vang bộc phát, mà cũng không ngoại lệ, bất hủ hoang dã vô hình cấm chi lực giống như kiên cố che chắn đồng dạng, một lần nữa đỡ được công kích, liên thủ, nhất cử phá vỡ, tổ quát quay đầu nhìn về linh một quát lên cái sau dừng một chút, nhưng cũng không có lựa chọn đáp ứng tổ quát. các ngươi thái hư trợ giúp lập tức liền đến mở cấm chế. ta không có lý do lừa ngươi, không tin ngươi có thể lập tức xác nhận. tổ quát nhìn thấy bảy trăm linh một vẫn như cũ ngạo nghễ, chính là lên tiếng lần nữa. đương nhiên, tổ quát là cố ý vì đó. cuốn mây đổi thiên trận cũng không bộc phát ra ngoài chân chính sức mạnh, kỳ thực hắn có năng lực phá tan cấm chế, nhưng tổ quát không có làm như thế nguyên nhân tất nhiên là cũng nghĩ nhường thái hư tham dự vào cho nên cố ý hành động mà bảy linh một rõ ràng không tin tổ quát lời nói lập tức tiến hành xác nhận mãi đến sau một lát thái hư thần là mới chậm rãi lại lần nữa chuyển hướng bất hủ hoang dã hắn miệng lớn lại lần nữa mở ra năng lượng ở tại đầy kim thiết trong miệng cấp tốc hội tụ hai chùm sáng cũng là trong khoảnh khắc khuấy động mà ra đồng thời đánh về phía bất hủ hoang dã tăng thêm cuốn mây đổi thiên trận tán phát ra chùm sáng màu vàng óng bây giờ hắc ám giữa hư không ba ẩn chứa ba động cường đại chùm sáng đồng thời đánh về phía bất hủ man hoang tiến vào hư vô chỗ kèm theo hai đầu thái hư thần là công kích cái này cấm chi lực mặc dù cũng không có lập tức sụp đổ bất quá cũng không thể kiên trì qua thời gian một nén nhang chính là nghe được bất hủ man hoang hư vô chuyển đến phá toái thanh âm đó là ngăn trở cấm chi lực triệt để hỏng mất âm thanh phá vỡ ba chùm sáng tựa hồ không có ngăn cản trực tiếp xuyên thủng chui vào thông hướng bất hủ man hoang hư vô ở trong cùng lúc đó ba chùm sáng lúc này mới chậm rãi tiêu tan bảy trăm linh một lập tức nhẹ giơ lên ngón tay chỉ thấy thái hư thần là thân thể bên trên những cái kia nhìn giống như lân phiến đồng dạng bám vào càng là bạo lướt dựng lên trên trăm con hướng thẳng đến bất hủ hoang dã ở trong lao đi tổ quát thấy thế cũng không ngăn cản mà là nhìn xem cái kia trên trăm con tản ra sắt thép sáng bóng bát chảo lướt về phía bất hủ hoang dã chỉ thấy những thứ này bát chảo vừa mới tới gần bất hủ hoang dã chính là toàn bộ ngừng sau đó bắt đầu run rẩy không bị khống chế bay loạn cuối cùng đụng vào nhau cùng một chỗ trong nháy mắt nổ tung những thứ này bát chảo chưa từng tiến vào bất hủ hoang dã chính là toàn bộ hy sinh rõ ràng một màn này cũng lại lần nữa rung động đến rồi bảy mặc dù bọn hắn cũng hiểu biết bất hủ hoang dã nhưng lại chưa bao giờ tìm tòi không hề nghĩ tới bực này chỗ thật không ngờ quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi, liền thái hư bát trào đều không thể tới gần, nơi này đích xác cổ quái, tổ quát trông thấy một màn này, chính là châm chọc cười lạnh một tiếng, bây giờ chỉ cảm thấy thái hư thật sự cũng bất quá như thế, phá vỡ bất hủ hoang dã không cách nào tiến vào cấm chế sau đó, tổ quát cũng không có lập tức lên đường tiến vào bất hủ hoang dã ở trong, bởi vì giờ khắc này, từ bốn phương tám hướng giữa hư không còn có liên tục không ngừng thân ảnh lướt đến, tiếp đó dung nhập vào săn thần cung mấy trăm ngàn trong quân đội, phảng phất toàn bộ huyền âm chân giới đều tồn tại đến từ săn thần cung cường giả bọn hắn tại thu đến săn thần cung triệu tập mệnh lệnh sau đó liền đều bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến đương nhiên tổ quát không có lập tức hành động nguyên nhân là hắn còn đang chờ chờ đợi thái hư các cường giả đến bởi vì nay một trận chiến đấu liền xem như tổ quát cũng không có lòng tin tuyệt đối chống lại nữ đế cho nên tổ quát nhất định phải đem thái hư hết khả năng liên lụy đến trận này đối kháng nữ đế trong chiến đấu như thế ngoại trừ có thể làm cho đối kháng nữ đế sức mạnh càng mạnh hơn bên ngoài có thái hư tham dự săn thần cung thương vong cũng tất nhiên sẽ càng nhỏ hơn nhưng chủ yếu nhất vẫn là đánh bại nữ đế tỷ lệ đem lớn hơn nữa nhìn xem bất vi sở động săn thần cung, 701 cũng lập tức hạ lệnh đình chỉ thăm dò, bởi vì hắn vừa mới đã xác nhận, Thái Hư chính xác tăng phái viện quân chạy đến, bây giờ liền chờ Thái Hư viện quân đã tới, bất quá sẽ chờ ở đây đãi chi lúc, ở xa bất hủ hoang dã, nhưng là tại không có bất luận cái gì báo hiệu dưới tình huống, từ cái kia vặn vẹo hư vô ở trong, vô số chùm sáng như mưa rào đồng dạng từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra, toàn bộ hư không đều vang vọng hắn tiếng nổ đùng đoàng, dày đặc trùng sáng không chỉ có đánh về phía Thái Hư, cũng đồng dạng đánh về phía săn thần cung. Rõ ràng săn thần cung cùng Thái Hư cũng không có ngờ, tới bất hủ hoang dã lại còn sẽ chủ động đối bọn hắn phát động công kích, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại, chỉ thấy cái kia từng chùm sáng đánh vào Thái Hư Thần là thân thể khổng lồ bên trên, như như mưa rào chùm sáng điên cuồng đánh tới, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là phút chốc, hai đầu Thái Hư Thần là trên người lân phiến hóa thành vô số bát chảo, trực tiếp đón đầu mà lên, dùng nhục thân đỡ được những công kích này. Mặt khác một bên Thái Hư cũng bị chốc lát tạc, nhưng đều lập tức phản ứng lại, lập tức làm xong phòng ngự, cũng không có tạo thành số lớn thương vong, dù sao cái này mấy trăm ngàn đại quân tồn tại đông đảo bất hủ, bọn hắn cùng nhau liên thủ sức mạnh, chính là không thể khinh thường. Song Phương cũng không có ngờ tới bất hủ hoang dã cũng dám xuất thủ trước, này ngược lại là trực tiếp cho bọn hắn một hạ mã uy, phẳng phất cũng tại nói cho bọn hắn, bất hủ hoang dã cũng không phải ngồi không. Thú vị, nữ đế trung quy là nữ đế, lại vẫn có thể trưởng khống toàn bộ bất hủ hoang dã, loại tồn tại này nếu là không kịp thời xử lý, nàng ắt hẳn tại vẫn lạc lúc sẽ không bỏ qua ta săn thần cung, tổ quát đôi mắt híp lại, thấp giọng từ lẩm bẩm, Tại một bên khác Thái Hư Thần là trên trăm linh một chính là, bị bất thình lình công kích mà kinh ngạc, vừa mới nhìn như ngắn ngủi thế công kỳ thực uy lực cũng không yếu, có thể tùy ý thi triển ra công kích như vậy, hiện tại hắn trong lòng đã là không còn chất vấn phía trước tổ quát lời nói, chẳng lẽ tinh đồn kia bên trong nữ đế quả thật còn sống sót sao, nếu thật sự là như thế, chúng ta vừa mới tùy tiện đi vào, e rằng, Lúc này đứng tại 701 sau lưng mấy người cũng là hít sâu một hơi, mặc dù thực lực của bọn hắn so với phía trước tiến vào bên trong 853 cùng 817 mạnh hơn nhiều, bất quá tại loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, dù cho là có hai đầu thái hư thần là, cũng không cách nào bảo đảm để bọn hắn toàn thân trở ra, rõ ràng bọn hắn cũng là mới hiểu được tới, vì cái gì dẫn dắt một cái đầu thái hư thần là, 817 một đám sẽ vẫn diệt ở trong đó, ở nơi này bất hủ hoang dã chính giữa tồn tại, có thể là bọn hắn thái hư đi tới huyền âm chân giới phía sau đều chưa bao giờ đụng phải cọng rơm cứng nhưng mà bất hủ man hoang thế công tự hồ cũng không có liền như vậy mà dừng lại ở nơi này chẳng trùng sáng mưa bao phủ hoàn tất sau đó bất hủ hoang dã một đại đoàn khói đen từ trong đó cuồn cuộn lướt đi giống như lôi vân đồng dạng trừng vạn trượng chỉ là tại mênh mông trong hư không mới hiển lên rõ không phải như vậy rung động thái hư cùng tổ quát cũng là nhướng mày xem ra bất hủ hoang dã dự định đánh đòn phủ đầu bây giờ liền đã đang đối với bọn hắn phát khởi thế công ngay tại khói đen ngưng kết trong nháy mắt tiếp theo một cái chớp mắt chính là nhìn thấy khói đen kia ở trong vọt ra khỏi vô số bóng đen tiếp đó phân biệt hướng về thái hư cùng săn thần cung phóng đi bóng đen đầy trời điên cuồng từ khói đen ở trong sông ra số lượng khổng lồ kinh người chừng hơn trăm vạn trong khoảnh khắc chính là phân biệt sông về hai bên cảm thụ cái này khói đen ở trong chuyển tới ba động lại đều là ẩn chứa bất hủ chi lực khói đen tiếp cận hậu phương mới có thể trông thấy khói đen ngưng kết trở thành từng bóng người cầm trong tay vũ khí cứ việc thấy không rõ khuôn mặt nhưng lại ẩn chứa sát ý nồng nặc đối mặt bất hủ man hoang thế công Săn Thần cung ngay tại lúc này cũng không có bất luận cái gì lùi bước, mấy chục vạn đại quân cũng không phải ngồi không, lúc này liền là lướt đi một bộ phận, hơn 10 con hung thú, hết thảy nhìn đều ngay ngắn trật tự, xông ra một đám chiến sĩ chính là cùng những thứ này, khói đen quỷ ảnh bày ra chém giết, mà tiếng kêu thảm thiết cũng là lập tức truyền đến, đây không phải tầm thường chiến đấu, tình thế phát triển đến bây giờ thời điểm, đã đã biến thành một hồi quy mô khổng lồ chiến tranh, bất luận Săn Thần cung mạnh đến mức nào, chỉ cần là chiến tranh liền tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong, đây là không thể tránh, thái hư cái này liền thái hư thần là trên thân thể vô số bát chảo gào thét dựng lên, cùng lúc đó, cái kia hai mươi mấy tên thái hư cường giả thân hình cũng là lướt ầm ầm ra, ở tại lướt đi một cái chớp mắt, thái hư thần là miệng lớn ở trong bay ra tia sáng, bám vào ở hư thần áo giáp phía trên, nhất thời, cái này hơn 20 người thái hư cường giả hư thần áo giáp đều xảy ra thay đổi, lấy được khác biệt phương diện lên tăng cường, chiến đấu lần nữa bộc phát, lần này kéo dài thời gian lâu hơn một chút, lại những thứ này khói đen quỷ ảnh uy lực cũng so trong tưởng tượng càng mạnh hơn, đối với thái hư cùng săn thần cung đều tạo thành sự đả kích không nhỏ, chiến đấu kéo dài sau một hồi lâu, Khói đen quỷ ảnh mới rốt cục bị hoàn toàn tan rã, săn thần cung xuất hiện không tính quá nghiêm trọng thương vong, nhưng chỉ cần có người vẫn lạc thụ thương, như vậy quân tâm liền tất nhiên sẽ có rung động, tiếng ồn ào cũng là nhỏ hơn rất nhiều, rõ ràng cái này săn thần cung một đám cũng là minh bạch, lúc này bọn hắn phải đối mặt địch nhân cũng không phải như tưởng tượng như vậy, cùng dĩ vãng những cái kia chiến đấu một dạng, là không hồi hộp chút nào nghiền ép, lần này, đối thủ rất mạnh, mà Thái Hư bên này, tại săn thần cung đều đã đều giải quyết lướt về phía bọn họ khói đen quỷ ảnh, nhưng Thái Hư vẫn còn tại chiến đấu. Rõ ràng bởi vì Thái Hư tới trước chiến lực quá ít, tự nhiên không cách nào cùng săn Thần cung so sánh. Sau một hồi lâu mới là thật vất vả sắp tối sương mù quỷ ảnh giải quyết, Thái Hư mặc dù không có thương vong, bất quá đối với bọn hắn tới nói, Tiêu Hào bất hủ chi lực cũng là không cách nào bù đắp. Hơn 20 người rơi vào Thái Hư thần là trên thân sau đó, mới thấy được Thái Hư thần là cái kia một nửa trong suốt trong thân thể khiêu động màu đỏ trái tim, diễn sinh ra từng bất hủ chi lực tràn hướng cái này hơn 20 người. Thái Hư thần là lập tức vì hơn 20 người tiếp tế lên bất hủ chi lực, cái này khổng lồ Thái Hư thần là nhìn cũng không rất nhiều linh trí nó càng giống là bọn này thái hư cường giả di động hàng rào cùng chạm tiếp tế hoàn toàn giải quyết hết khói đen quỷ ảnh phía sau tổ quát nhíu mày bây giờ mấy trăm ngàn người đã bắt đầu sao động đáng giận đến cực điểm cung chủ để chúng ta trực tiếp sát tiến đi cung chủ chúng ta xin chiến săn thần cung chúng chiến sĩ không sợ một trận chiến khiêu khích như vậy tất yếu để bọn hắn trả giá đắt mấy trăm ngàn người thanh âm giống như hồng thủy đồng dạng tràn ngập toàn bộ hư không tổ quát đứng lặng tại cự hình phi thú phía trên ánh mắt nhìn bất hủ man hoang cửa vào chỗ nghe đồn nữ đế là một cái tâm tư cực kỳ kín đáo người e rằng cái này hai lần công kích cũng là nàng cố ý gây nên tổ quát lẩm bẩm nói mà lúc này cự hình phi thú bên trên ngoại trừ tổ quát hai cỗ phân thân bên ngoài còn có mấy thân ảnh những thứ này thân ảnh đều là tản ra cực kỳ cường hãn ba động từng cùng tiêu viêm từng có giao thủ nguyên duy cũng ở bên trong chỗ này nhưng mà săn thần cung bát đại bất hủ thần tôn đã là vẫn lạc mấy tên quá thiến vẫn lạc đến nỗi lo lắng tinh cũng không thể chạy thoát bởi vậy bây giờ bát đại bất hủ thần tôn còn có sáu cái nguyên duy đứng lặng ở một bên sắc mặt âm trầm cung chủ nữ đế có phải hay không muốn cố ý khiêu khích chúng ta tiếp đó xông vào bên trong hắn mai phục, Nguyên Duy suy tư rồi nói ra, hai lần thế công không tính mạnh, nhưng là không tính yếu, ít nhất là cho bọn hắn một hạ mã uy, bất hủ hoang dã ở trong cũng không thực chất tồn tại, đều là từng những cái kia bất hủ sau khi ngã xuống ngưng tụ ý chí, so với mai phục, ta càng thấy đây là công dã chàng thành kế, không bài trừ nàng là đang kéo dài thời gian, tổ quát lắc đầu nói, cung chủ, chúng ta là không có thể điều động một chi tiểu đội tiến vào dò xét một phen, Nguyên Duy, không có khả năng, chỗ như vậy có thể nói là dễ thủ khó công muốn đi vào càng không khả năng thoát khỏi nữ đế mi mắt bây giờ tùy tiện tiến vào chỉ có thể là tình thế chắc chắn phải chết lúc này nguyên duy bên cạnh một thân mang hồng bầy bóng hình xinh đẹp lắc đầu nói người tài cao gầy đầy đặn thân mang thiếp thân màu đỏ nhuyễn giáp nhuyễn giáp tinh xảo lại vừa người kề sát ở tại nhuyễn giáp bao khỏa phía dưới bộ ngực sữa vạch da ngạo nhân đường vòng cung lại dưới thân càng là có hai đầu như bạch mãng lớn như vậy chân dài bộ dáng càng là hoàn toàn là tại đã rơi xuống quá thiến cùng lo lắng tinh phía trên mở miệng thời điểm nguyên duy nhìn về phía trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra một vẻ cung kính cho nên cũng không có mở miệng phản bác vệ á nói không sai chúng ta đối mặt chính là đã từng huyền âm chân giới người mạnh nhất bây giờ làm ra bất kỳ quyết định gì đối phương tất nhiên đều đã đoán được cho nên ta cũng cho rằng hay không có thể hành động thiếu suy nghĩ tên này thân măng màu đỏ chặt chẽ nhuyễn giáp nữ tử tên là vệ á mà giờ khắc này mở miệng nói chuyện lại là một gã nam tử khác nam tử này mày kiếm mắt sáng ánh mắt chớp động ở giữa nhìn cũng là một cái có chút thành phủ người thông minh đỗ thượng huynh có thể có cái gì biện pháp phá cục sao nếu là không xâm nhập trong đó cũng không biện pháp chính diện cùng nữ đế chiến đấu, Nguyên Duy không hiểu. Sau khi nói xong, tên là Đỗ Thượng Nam tử không có mở miệng, Vệ Á cũng không có tiếp tục nói chuyện, ánh mắt đều nhìn về tổ quát phân thân. Loại thời điểm này, bọn hắn chỉ có thể phân tích làm như thế nào còn phải nhìn cung chủ, chờ sau một lúc lâu, mới chờ được một chữ, cung chủ, như tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi, nữ đế viện quân đến rồi, e rằng đến lúc đó càng không có cơ hội. Nguyên Duy nói, so với hai người khác, Nguyên Duy làm việc từ trước đến nay muốn càng thêm lỗ mãng một chút, tính cách như vậy có hảo cũng có hỏng, chỗ tốt là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng nhưng chỗ xấu chính là có chút phí mệnh phía trước chính là suýt chút nữa thua ở tiêu viêm trong tay nhưng tính cách đã định hắn chính là một cái dạng này người tư duy cũng là như thế vừa vặn tương phản ta cho rằng nữ đế viện quân nếu là tới mới là cơ hội của chúng ta đỗ thượng lắc đầu ánh mắt lộ ra tinh mang chậm rãi mở miệng nói bây giờ cường công tuyệt đối là hạ sách đương nhiên như thái hư có thể trong lúc tiên phong lại viện quân đến dưới tình huống có thể liên thủ một trận chiến hoặc chính là nữ đế viện quân đến đây cùng với những cái khác nhóm một trận chiến dẫn nữ đế từ trước tới giờ không hủ hoang dã bên trong đi ra bằng không chúng ta tiến vào, tất nhiên sẽ bị trong đó quy tắc đã đề ra chế, bất hủ man hoang quy tắc cực mạnh, thuộc về ý chí chi lực, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá giải, cho nên bây giờ bọn ta cục diện cũng không quá đẹp đẽ, nhất định phải chờ đợi tốt hơn thời cơ mới có thể động thủ. Đỗ Thượng làm ra hắn một phen phân tích, tổ quát khẽ gật đầu, rõ ràng Đỗ Thượng tại săn thần cung cũng đảm nhiệm quân sư tác dụng, thấy rõ thế cục, mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất, cường giả ở giữa tranh đấu, mỗi một bước đều quyết định thắng bại, quan trọng nhất là đối mặt chính là nữ đế, tâm tư kín đáo thế nhưng là có tiếng, nữ đế mặc dù vẫn lạc, bất quá muốn đối phó nàng còn sót lại sức mạnh cũng phải nhất thiết phải, Đỗ Thượng nói cực phải, Vệ Á cũng là gật đầu tán thành, Nguyên Duy đứng lặng ở giữa, hắn bây giờ chỉ cảm thấy mình có chút giống như là một đồ đần, còn kém mỗi thanh miệng cho khe hở lên, loại tình huống này hay không nói chuyện tốt, chí ít có thể lộ ra không có như vậy ngu xuẩn. Thái hư bên kia cũng đồng dạng đang phân tích chiến cuộc, bọn hắn cho rằng, chỉ cần viện binh vừa đến, liền có thể thế như trẻ tre, Thái Hư cũng sẽ không e ngại tin đồn kia bên trong đã rơi xuống nữ đế, ngay tại Thái Hư cùng săn Thần cung đều còn tại do dự, như thế nào ứng chiến thời điểm, bất hủ hoang dã lần nữa truyền đến chấn động, một cỗ cường đại hư không xung kích khoách tán ra, xung kích tản ra một cái chớp mắt, tổ quát hai cỗ phân thân đồng loạt mở hai mắt ra, chỉ thấy bốn phía bất hủ hoang dã vạn vẹo hư không bắt đầu điên cuồng lan tràn, bất hủ hoang dã giờ khắc này ở thôn phệ chung quanh hư không, tại nơi bất hủ hoang dã bên trong, nữ đế đôi mắt đẹp cong thành vành trăng khuyết, tựa hồ thế cục lại trong lòng bàn tay của nàng, đã các ngươi không muốn đi vào vậy ta liền thỉnh các ngươi đi vào nữ đế tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp nổi lên nụ cười ngọt ngào ở nơi này dưới nụ cười hoàn toàn không biết được bây giờ nàng đến tột cùng đang suy tư điều gì hay là đối diện với mấy cái này mặt hàng căn bản vốn không cần suy tư bất hủ hoang dã dùng tốc độ cực nhanh lan tràn bốn phía hư không trong chớp mắt liền đem thái hư cùng với săn thần cung chỗ ở hư không thôn nạp khuynh khắc giữa tốc độ muốn dẫn theo cái này mấy trăm ngàn quân đội rời đi căn bản không có có thể đương nhiên hai đầu thái hư thần là tự nhiên cũng là như thế chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không vặn vẹo cưỡng ép đi vào đến rồi thuộc về bất hủ man hoang trong không gian bốn phía tràng cảnh biến ảo nguyên bản đen nhánh hư không biến thành màu sắc sặc sỡ không gian hỗn độn bây giờ bọn hắn chính là đã cưỡng ép bị vòng vào đến bất hủ hoang dã ở trong tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ là tại một lát sau chính là vang vọng ra rất rõ ràng có người chạm đến quy tắc nhất thời chính là nhìn thấy toàn bộ trên mặt đất xuất hiện vô số cực lớn dây leo như cự mãng đồng dạng phá đất mà lên hướng về chạm đến quy tắc người phát khởi mãnh liệt công kích đến nỗi là như thế nào chạm đến quy tắc chạm đến cái gì quy tắc bọn hắn thậm chí cũng không có lấy lại tinh thần bởi vì quy tắc của nơi này quá nhiều sơ ý một chút liền sẽ đụng vào cũng không đợi bọn hắn phản ứng lại tựa hồ đã bị bất hủ trong man hoang quy tắc vây giết tối làm cho người phát điên là nhìn xem trống rỗng bốn phía vậy mà tìm không thấy bất cứ địch nhân nào thân ảnh đụng vào quy tắc sau đó vậy căn bản chém không đứt dây leo điên cuồng công kích bao phủ không chỉ có như thế ngoại trừ dây leo còn có vô hình quy tắc chi lực bao phủ chỉ cần thực lực hơi yếu giả đều là đầu vắng mắt hoa miệng mũi không khống chế được đổ máu trong lúc nhất thời săn thần cung cùng thái hư đều đã rơi vào hạ phong chủ yếu là không biết nên như thế nào đánh trả thái hư bên này cũng giống như thế không nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh nhưng mà công kích lại từ bốn phương tám hướng lướt đến phẳng phất có được vô hình địch nhân ở đối bọn hắn không ngừng thi triển thế công cái kia giữa không trung tầng mây hóa thành từng cái mấy trăm trượng cự trưởng, từ trên trời giáng xuống, hướng về hai đầu hình thể to lớn thái hư thần là kích mà đi. Cung chủ, phải nghĩ nghĩ biện pháp. Bằng không chúng ta toàn quân đều sẽ bị cái này mài chết ở đây. Nguyên Duy nhìn xem bây giờ bị quy tắc hành hạ mấy trăm ngàn người, đối với quy tắc chi lực càng là không thể làm gì. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là tìm được nữ đế. Nếu là dùng tới toàn bộ lực lượng đi đối kháng sức mạnh quy tắc này, vậy chúng ta liền thật sự đã trúng nữ đế kế sách. Đỗ còn trước tiên mở miệng nói, không cần tìm, nàng đã tới. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy tổ quát phân thân chậm rãi mở miệng, hai phân thân đều là tại cự hình phi thú bên trên đứng dậy, nhìn về phía trước đồng lỗ đột nhiên co lại, ở nơi này bất hủ hoang dã hỗn độn không gian ở trong, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp đứng lơ lửng giữa không trung, trong tay còn ôm một con thỏ, chỉ bất quá nhe răng trợn mắt nhìn càng giống một con chó, không sai, thật là nữ đế, ta nghe nói nữ đế khôi phục phía sau, liền thích ôm một cái màu trắng cẩu, Nguyên Duy Nghiêm Túc vô cùng gật gật đầu, nhìn xem ở xa bóng hình xinh đẹp, hắn đồng lỗ cũng là đột nhiên co lại. Cứ việc không có cảm nhận được đối phương bất kỳ uy áp, nhưng tự hồ trông thấy nữ đế đứng lặng tại ở xa thời điểm. Uy thế như vậy cùng cảm giác áp bách chính là không tự chủ được bao phủ toàn thân. Đương nhiên, có cái chủng này cảm giác không chỉ có là nguyên duy, cũng bao quát tổ quát. Dù sao đây chính là huyền âm chân giới đã từng đúng nghĩa thần. Cái này khiến bọn hắn làm sao không sợ. Bọn hắn nói ngươi là cậu, nữ đế cười cười, nghiêm túc đối với băng ẩn thỏ nói, băng ẩn thỏ phát ra trận trận tiếng gầm. Nhe răng trợn mắt, con thỏ cũng sẽ không người bộ dáng này. nữ đế lại nói, băng uẩn thỏ cũng chỉ dám ở nữ đế trong ngực Nhe răng trợn mắt, một bộ muốn xông ra bộ dáng, nhưng giống như nữ đế cưỡng ép giữ chặt nó, không để nó xông ra tự như, không ngờ nữ đế buông lòng tay, trực tiếp buông băng uẩn thỏ, cái sau không có khống chế lại, một mạch liền vọt ra đã mất đi nữ đế ôm ấp hoài bão, nghỉ một chút liền lại xông trở lại, mãi đến nữ đế đưa tay đặt ở trên đầu của nó phía sau, lại lần nữa nhe răng trợn mắt, thỏ trượng nhân thế có thể nói là bày ra phát huy vô cùng tinh tế, lúc này tổ quát phân thân đứng lặng tại cự hình phi thú phía trên, tiếp đó hướng về nữ đế ôm quyền chắp tay trọng trọng cúi đầu, nữ đế, như là đã vẫn lạc, hậu bối sự tình sao không nhường bọn hậu bối tự mình giải quyết, tổ quát thanh âm truyền vang ra, hắn là người thông minh, kỳ thực tiêu viêm từ đầu đến cuối ở tại trong mắt đều không phải là chân chính uy hiếp bất quá hắn lại đem tiêu viêm coi là dây dẫn nổ người nói rất có lý nữ đế gật gật đầu tán đồng hồi đáp tổ quát ngạc nhiên trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào nữ đế đồng ý có thể hay không mời ra hắn tới liền để chúng ta phân cao thấp ai sống ai chết dùng thực lực đến nói chuyện nữ đế đáp ứng quá đột ngột đến mức tổ quát cũng không có phản ứng lại rất nhanh tiếp tục nói ngươi nhường ai đi ra nữ đế một mặt không hiểu trong mắt to ẩn chứa làn thu thủy nghi ngờ bộ dáng nhìn mỹ lệ lại hoạt bát tổ quát nghe vậy khoái miệng hơi rút ra rõ ràng biết được nữ đế là ở biết rõ còn cố hỏi hắn mô hình bằng ta bộ dáng chắc hẳn cũng là hướng ta mà đến nữ đế cũng không cần ở đây lãng phí thời gian tổ quát trầm giọng nói vậy ngươi nói nhưng là không đúng hắn nhưng là ngươi tiền bối ở đây chỉ có ngươi mới là hậu bối làm hậu bối đối với tiền bối lúc nói chuyện tôn trọng tối thiểu ngươi cũng không có về điểm này ngươi có thể làm không đúng nữ đế vừa cười vừa nói vừa mới nói xong nâng lên ngón tay nhỏ nhắn chính là hướng về tổ quát phân thân cách không bắn ra Nhất thời, tổ quát nói chuyện cỗ kia phân thân như gặp phải trọng kích, toàn bộ thân hình chính là ầm vang ở giữa lui về phía sau bắn ngược mà ra, ngũ tạng lục phủ đều là phá toái, xương ngực chuyển đến âm thanh đùng đùng, không biết cắt đứt bao nhiêu xương cốt, bắn ngược ở giữa càng là búng máu tươi lớn phun ra, xen lẫn thịt nát, bắn ngược mấy trăm trượng sau đó, vừa mới ổn định thân hình, cứ việc bể tan tành nội tạng lấy bẻ gãy nghiền nát một dạng tốc độ khôi phục, nhưng một kích này là nữ đế cấp cho cảnh cáo, nghe nói săn thần cung cung chủ bụng dạ cực sâu, bây giờ xem ra nghe đồn ngược lại cũng không giả. Ngươi liên thủ đến từ thế giới khác sức mạnh hôm nay mục tiêu chân chính hẳn là ta đi đến nỗi những cái kia dối trá lý do thoái thác cũng là không cần phải nữ đế thanh âm lại lần nữa vang lên ánh mắt nhìn về phía thái hư một đám liên hợp thế giới khác đối phó thế giới của mình bực này hành vi người có biết là thuộc về phản bội sao tổ quát cỗ này phân thân vừa mới khôi phục nữ đế lại lần nữa xòe bàn tay ra tổ quát phân thân đồng lỗ lúc này đột nhiên co lại ở sau lưng hắn mây mù hóa thành một bóng người to lớn cự trưởng chính là hướng về tổ quát phân thân hung hăng vỗ tới tổ quát phân thân muốn trốn tránh bất quá cứ việc hắn dùng đem hết toàn lực càng là cũng không cách nào chuyển động một chút cự trưởng mắt thấy chính là hướng về tổ quát phân thân đánh tới một kích này đủ để nát bấy hết hắn cỗ này phân thân liền tại đây là bỗng nhiên một năng lượng cường đại trùm sáng từ xa bưng khuấy động mà đến trực tiếp đánh về phía cái này to lớn mây mù thân ảnh ẩm vang ở giữa chính là nát bấy hết hắn mây mù ngưng tụ bóng người to lớn tổ quát cỗ này phân thân mới có thể không có bị nữ đế đập chết xem ra mời tới giúp đỡ thật vẫn sẽ ra tay giúp ngươi ngươi nói một chút cho bọn hắn bao nhiêu chỗ tốt nữ đế không những không giận mà còn cười cũng không phải hắn không tức giận, tựa hồ từ đầu đến cuối, cũng chưa từng gặp qua nữ đế tại nơi sự kiện bên trên động đậy một tia nộ khí, ta chỉ là cho rằng như là đã vẫn lạc, thế sự liền không muốn tại tham dự, nữ đế là khi xưa nữ đế, bây giờ cái thời đại này sớm đã không thuộc về ngươi, cho nên lui ra đi, hà tất tại không thuộc về mình bên trong dòng sông thời gian, cưỡng ép giữ lại đâu, tổ quát rõ ràng cũng không có bị nữ đế chấn nhiếp, thanh âm lại lần nữa là trầm chậm truyền ra, ta cảm thấy ngươi nói rất có lý, nhưng ngươi làm sao lại cảm thấy, tại ta sau khi ngã xuống, ngươi lại có thể quật khởi đâu, đoạt trên người ta thế giới chi khí ta nghĩ ngươi hẳn là đoạt không đi nữ đế cũng là nhẹ giọng trả lời mặc dù nhìn ra được tổ quát kỳ thực là đang cố ý kéo dài thời gian nhưng nữ đế tự hồ cũng một điểm không nóng nảy nàng tự hồ nhìn giống như cũng tại kéo dài thời gian chỉ bất quá không phải đang chờ đợi viện binh đến mà là tại vì tiêu viêm tu luyện kéo dài thời gian cái kia chưa hẳn tổ quát ngược lại là tràn ngập tự tin trả lời ngươi quay người xem một chút đi chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua bọn hắn đi tới huyền âm chân giới là vì cái gì sao nữ đế nhẹ giọng mở miệng tổ quát cũng dựa theo nữ đế lời nói quay đầu tại hắn một bên chính là hai đầu mênh mông to lớn thái hư thần là tổ quát ánh mắt âm trầm hắn trả lại xác thực không có chân chính để ý qua thái hư dù sao tại hắn cho rằng thái hư tại huyền âm chân giới sức mạnh cũng sẽ không cho hắn tạo thành chân chính uy hiếp ít nhất tạm thời ở giữa không có đối với bọn hắn săn thần cung sinh ra qua địch ý nhưng tổ quát kỳ thực tại đã trải qua lần này cùng thái hư ngắn ngủi tiếp xúc phía sau đã cảm nhận được thái hư cường đại mà lại là vượt quá hắn tưởng tượng cường đại cho nên đối mặt nữ đế chất vấn thời điểm tổ quát do dự tổ quát nhìn xem nữ đế trong chớp nhoáng này hắn thật sự do dự nhìn về phía một bên thái hư tựa hồ bọn hắn nhìn càng giống là ngao có tranh nhau ngư nhân được lợi bên trong ngư nhân nhưng tổ quát cũng không biết thái hư kế hoạch hắn lại càng không biết hiểu thái hư mục đích thực sự là xâm lấn thần hy huyền âm chân giới làm thần hy lần thế giới thái hư tất nhiên sẽ đang xâm phạm thần hy phía sau chiếm lĩnh huyền âm chân giới dù sao lần thế giới ẩn chứa tài nguyên cũng là không thể khinh thường có thể tổ quát bây giờ e rằng căn bản không tin nữ đế bất luận cái gì lý do thoái thác cùng hắn dáng dấp giống nhau như đúc tiêu viêm càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị tổ quát cũng không biết muốn phát sinh cái gì nhưng bây giờ hắn làm hết thảy cũng là vì bảo vệ mình cũng vì nhường săn thần cung sinh tồn tiếp nếu là thay cái góc độ cùng chỗ đứng kỳ thực cho tới bây giờ cũng không có chính nghĩa cùng gian ác phân chia bất quá đây là chiến trường có người vốn liền nhất định có người chết cho nên tổ quát cùng tiêu viêm vận mệnh đã định săn thần cung bây giờ đã là phát triển thành huyền âm chân giới mạnh nhất thế lực giữa các ngươi có một hồi số mệnh chi tranh điểm này ta không muốn giấu giếm ngươi bất quá trường tranh đấu này ta có thể ra tay can thiệp bất quá cụ thể như thế nào thì nhìn ngươi hôm nay làm lựa chọn tại tổ quát trầm mặc thời điểm nữ đế thanh âm lại lần nữa trầm chậm truyền ra tổ quát ánh mắt cũng là nhìn về phía thái hư hắn là một người thông minh nếu như chính như nữ đế lời nói thái hư mục đích cuối cùng là xâm chiếm huyền âm chân giới như vậy bọn hắn săn thần cung đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành thái hư đầu tiên diệt hết địch nhân chiến tranh như vậy vốn cũng không có bằng hữu gì tồn tại chỉ có lợi ích dù sao ai cũng muốn sinh tồn tiếp thái hư tài nguyên quý mệt xâm lấn đã thành định cục dù cho bây giờ cùng săn thần cung liên thủ đối phó nữ đế nhưng nếu nữ đế thật sự vẫn diệt sau đó, thái hư lại sẽ sẽ không đối với săn thần cung phát động công kích đâu. Tổ quát đang tự hỏi vấn đề này, đáp án cũng rất rõ ràng. Săn thần cung là huyền âm chân giới thế lực cường đại nhất, cũng tương tự sẽ trở thành thái hư uy hiếp lớn nhất. Uy hiếp như vậy nếu là có cơ hội diệt trừ thời điểm, thái hư không thể lại đảm tiếu giảng hòa bọn hắn chỉ có thể giơ lên trong tay đồ đao đồ sát bất luận cái gì đối với mình có uy hiếp tồn tại đây là rừng rậm pháp tắc cái này cũng là vũ trụ pháp tắc sinh tồn mãi mãi cũng là yếu tố đầu tiên người hôm nay có thể liên thủ cùng ta cùng nhau tiêu diệt thái hư ta đáp ứng ngươi giữa các ngươi số mệnh cũng từ tự mình tới quyết định nữ đế thanh âm ở nơi này hỗn độn bất hủ hoang dã ở trong truyền vang giống như thần âm đồng dạng không thể ngăn cản tổ quát hai cỗ phân thân đều là ngừng đầu lên nhìn xem nữ đế nội tâm của hắn đang tại làm ra lựa chọn có một chút ngươi cần tinh tưởng, liên thủ không phải cần ngươi ta chỉ là cho ngươi một cái tranh thủ cơ hội sinh tồn, đây là ta đối với hậu bối duy nhất tôn trọng. Nữ đế câu nói này vừa ra, không thể nghi ngờ một cái trọng quyền hung hăng đệm vào tổ quát trên ngực, một cái chớp mắt này hắn cảm giác linh hồn chấn động, càng là hoàn toàn tỉnh ngộ. Tổ quát đôi mắt đóng mở, đang nhắm mắt đến lại lần nữa mở mắt một cái chớp mắt, trong mắt của hắn đã tràn đầy kiên nghị. Tổ quát cũng không gian ác, chỉ là lập trường khác biệt, nhưng giờ khắc này, hắn hiểu được mình thuộc về, hắn là thuộc về huyền âm chân giới một đứa con, cùng đối mặt ngoại lai xâm lấn địch, mới xứng nắm giữ huyền âm chân giới cấp cho thế giới chi khí tất cả săn thần cung nghe lệnh chúng ta bây giờ nghe nữ đế hiệu lệnh mục tiêu tiêu diệt thái hư tổ quát bỗng nhiên xoay chuyển đến mức nhường thái hư thần là trên bảy linh một điều không phản ứng lại nghe được tổ quát cuồn cuộn như sấm mệnh lệnh thanh âm lúc bảy linh một mới hoàn toàn tỉnh ngộ đáng chết chúng ta trúng kế bảy linh một thầm mắng một tiếng bàn chân mãnh mà dẫm một cái chính là lập tức nhường thái hư thần là mở ra phòng ngự chuẩn bị cưỡng ép xông ra ở đây tới đều tới rồi muốn đi tự nhiên là không được nữ đế như chuông bạc âm thanh bây giờ giống như tiêu nguyệt ly trong tay lưỡi hái tử thần rơi vào thái hư một đám trong tay thời điểm là vô biên tử khí nữ đế khoát tay bàn tay trắng noãn cách hư không vô căn cứ đè ép chỉ thấy hai đầu thái hư thần là cái kia cực lớn vô cùng cơ thể mãnh nhiên chấn động hai cỗ cực kỳ cường hãn áp lực trong nháy mắt bao phủ bọn chúng bây giờ làm bất kỳ động tác gì đều im bặt mà dừng tiếp đó hung hăng đập về phía phía dưới hỗn độn ầm ầm tiếng vang kịch liệt bộc phát ra, nữ đế ánh mắt chính là nhìn về phía tổ quát, tổ quát cũng minh bạch, lúc này là bọn hắn ra tay thời điểm, tổ quát đưa tay, mấy trăm ngàn đại quân giống như mãnh thú đồng dạng, ở tại cánh tay rơi xuống một cái chớp mắt, chính là mênh mông cuồn cuộn hướng về hai đầu thái hư thần là gào thét mà đi, đương nhiên, cũng bao gồm trên trăm con hung thú, cùng nhau lướt đi, dùng tuyệt đối nghiền ép chi tư, mặc dù có hai đầu thái hư thần là, có thể cuối cùng tới trước chỉ có 20 tên thái hư cường giả, dù cho thực lực của bọn hắn có thái hư thần là gia trì, có thể cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể sánh ngang bước thứ 8 bất hộ cường giả, nhưng tại tuyệt đối số lượng quân đội trước mặt, sức mạnh liền luôn có khô kiệt thời điểm, bất quá chiến đấu cũng không có trong tưởng tượng nhanh như vậy liền kết thúc, Thái Hư Thần là từ khắp chung quanh nổi lên một tầng năng lượng màu vàng óng phòng hộ, hơn nữa trên thân vô số lân phiến toàn bộ bay lượn dựng lên, hóa thành vô số bát chảo tiếp đó gào thét mà ra, dù cho những thứ này bát chảo chiến lực cũng không tính mạnh, nhưng cái đồ chơi này chỉ cần một cái không vui, liền sẽ trực tiếp tự bạo, lại căn bản là nắm giữ không được thời gian và quy luật tự bạo, rầm rầm rầm, bát chảo tự bạo cũng là trong nháy mắt nhắc lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương, đối mặt tổ quát phản loạn, Thái Hư căn bản không kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bọn họ là chúng kế, cái này mấy trăm ngàn người đại quân bộc phát ra chiến lực mẫu rong trí nghi, dù cho có vô số bát chảo ngăn cản, bất quá tại nơi giữa không trung, cuốn mây đổi thiên trận đã là ngưng kết mà ra, đại trận bên trong phủ văn phát họa ra một cái cự nhãn, tiếp đó năng lượng ngưng kết, chính là hướng về Thái Hư thần là khuấy động mà đi, đương nhiên, hai đầu thái hư thần là cũng không phải ngồi không, ngoác ra cái miệng rộng, năng lượng bằng bạc hội tụ, tiếp đó hóa thành một tràn ngập hủy diệt sóng xung kích, cùng nhau hướng về đại trận cướp được trùng sáng đánh tới, nhất thời, toàn bộ bất hủ hoang dã ở trong, cuốn mây đổi thiên trận phủ văn mắt to tóe ra kim sắc quang mang, chính là cùng hai đầu thái hư thần là, trong miệng năng lực cột sáng hung hăng đụng vào nhau, ầm ầm, kịch liệt vang dội kèm theo tràn ngập sức mạnh hủy diệt sóng xung kích quét sạch mà ra chỉ thấy ba chùm sáng giữa không trung ở trong càng là tạo thành rằng co chi cục bất quá dạng này rằng co cũng không có duy trì quá dài thời gian chỉ thấy cái kia săn thần cung một đám từ trên người tản mắt ra từng năng lượng hóa thành chùm sáng xông về giữa không trung cuốn mây đổi thiên đại trận ở trong lúc này đại trận uy lực chính là trực tiếp bạo tăng cứng rắn đem hai đầu thái hư thần là chùm sáng đồng nghiền áp xuống mãi đến nghiền ép đến hắn miệng lớn ở trong mới bạo phát ra nổ vang dung trời ầm ầm hai đầu thái hư thần là trong miệng nổ tung lên hắn thân hình to lớn càng là chịu ảnh hưởng, điên cuồng đong đưa, mà nhất kích càng làm cho hắn vòng phòng hộ phá thành mảnh nhỏ, nhất thời, săn thần cung mênh mông cuồn cuộn đại quân chính là xông về Thái Hư thần là, cứ việc Thái Hư cái này hơn 20 người thực lực mạnh mẽ, có thể chung quy là không địch lại mấy chục vạn đại quân từng bước xâm chiếm, mãi đến áo giáp phòng ngự đánh tan hoàn toàn, lập tức sụp đổ mở ra, tại nơi áo giáp phía dưới bất quá chỉ là một đấu tiên thực lực người, trong khoảnh khắc liền bị chém thành muôn mảnh, liền tiếng kêu thảm thiết đều bao phủ ở cái này ngất trời chiến hào âm thanh bên trong, hơn 20 người cứ việc tại Thái Hư thần là gia chỉ, Sức mạnh đều được không theo trình độ để thăng, bất quá vẫn như cũ là vô vị ngoan cố chống lại, Thái hư thần là có thể cấp cho sức mạnh cũng chỉ có thể là tăng phúc hoặc bổ sung, mà lúc này hai đầu Thái hư thần là sức mạnh đều bị nữ đế đem áp chế, cho nên cũng không cách nào bộc phát ra lực lượng chân chính, đến mức hơn 20 người cho dù chiến lực hung ác cũng rất khó ở nơi này, mấy trăm ngàn người ngay trong đại quân vây quét bên trong chống lại phút chốc, bị bại là tất nhiên, vô luận bọn hắn thi triển như thế nào cường hãn chiêu số coi như trong nháy mắt giết chết mấy người, nhưng phía sau đại quân che giả mang mọc, thậm chí không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào hoặc cơ hội khôi phục, lấy bẻ gãy nghiền nát một dạng tốc độ bị bại, ngắn ngủi phút chốc, hư thần áo giáp chính là bị sinh sinh xé nát, đương nhiên, không có hư thần khôi giáp che chở, trong đó thái hư người cũng là hóa thành đầy trời huyết nhục, lúc này chỉ nghe thấy trong đó một đầu thái hư thần là, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, chỉ thấy hắn viên kia khiêu động màu đỏ trái tim lập tức bắn ra trùng thiên hồng quang trực tiếp bao phủ lại còn lại mấy người thái hư, linh một trên người hư thần áo giáp cũng là phá toái hơn phân nửa, mãi đến từ thái hư thần là trong tim sông ra hồng quang bao phủ trong nháy mắt trên người hư thần áo giáp mới là bắt đầu một lần nữa ngưng kết chư vị làm tốt sau cùng hy sinh trận chiến này chúng ta bị thiết kế bảy trăm linh một cầm trong tay vũ khí rõ ràng áo giáp dưới hắn đã bị thương không nhẹ làm xong chuẩn bị chết trận nhìn xem săn thần cung mấy trăm ngàn đại quân trùng trùng điệp điệp từ bọn hắn bốn phương tám hướng gào thét mà đến giờ khắc này dù cho thực lực bọn hắn cường đại nhưng là nan địch thiên quân vạn mã mặc dù bọn hắn thân hình thẳng tắp duy trì sau cùng tôn nghiêm bất quá cũng chỉ là sau cùng một tia chú ý ngạo thôi, bại cục đã định, trừ phi viện quân vào lúc này đến, bọn hắn ôm lấy chờ mong, bất quá vào lúc này, hy vọng cơ bản đã là hoàn toàn phá diện, cảm thấy đã không còn khả năng, ầm um, ầm, um. bất quá hy vọng thường thường, là ở tuyệt vọng trí cực thời điểm tự hồ mới có thể xuất hiện, cũng chỉ có như vậy, giống như mới xứng được với hy vọng hai chữ, hư không truyền đến một tiếng vang dội, tiếp theo một cái chớp mắt, bất hủ man hoang hư không bỗng nhiên cực độ vạn vẹo, sau đó bị một cường hãn trùng sáng trực tiếp xé rách, xuyên thủng hư không, đánh về phía săn thần cung đại quân nhưng là liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cuốn mây đổi thiên trận đột nhiên nhất chuyển, cũng tương tự giống như vận sức chờ phát động, phù văn trong con mắt lớn trùm sáng khuấy động mà ra, trực tiếp đỡ được ánh sáng này buộc, ầm vang một tiếng, cả hai đụng nhau một cái chớp mắt, đều là nhao nhao nổ tung lên, sóng xung kích làm rối loạn đại quân trận hình, bất quá cũng so trùm sáng bao phủ đến bọn hắn tốt, mới vừa trùm sáng nếu là tổ quát phản ứng hơi chậm một chút, hay là không có chuẩn bị, tất nhiên sẽ tạo thành thương vong không nhỏ, bởi vậy có thể thấy được, tổ quát sở dĩ có thể trở thành săn thần cung cung chủ, có thể hiệu lệnh nhiều như vậy bất hủ cường giả, đối với cục diện chiến đấu trưởng khống cùng nhạy cảm cũng đích xác phải không có thể tư nghị tổ quát càng là lúc này ra lệnh một tiếng mấy trăm ngàn đại quân mênh mông cuồn cuộn giống như thủy triều cấp tốc lui về phía sau lùi lại mà quay về không có người nào thừa thắng xông lên cứ việc lập tức liền có thể đem thái hư mấy người kia toàn bộ xóa bỏ nhưng bọn hắn khi lấy được ra lệnh một cái chớp mắt cũng không có bất kỳ nghi trễ quả quyết lại quyết tuyệt lập tức lui về bực này lực chấp hành cũng đích xác không hổ săn thần cung có thể trở thành huyền âm chân giới bây giờ mạnh nhất thực lực bằng vào điểm này chính là quá nhiều thế lực không thể thớt cùng Cường đại lực chấp hành cũng là trong chiến tranh vô cùng trọng yếu một vòng, lực chấp hành mới có thể bảo đảm chiến thuật thành công hay không, cùng lúc đó, cái kia bị sinh sinh đánh vỡ bất hủ hoang dã, xuất hiện một hư không khe hở, chợt chính là chỉ thấy cái kia hư không khe hở ở trong, lại là một đầu hình thể to lớn đến làm, cho người trông thấy liền không nhịn được đồng lỗ co rụt lại, theo đầu này chậm chậm từ hư không, trong cái khe tiến vào bất hủ man hoang thái hư thần là nhìn qua, ở tại trên lưng, đứng nghiêm đông đảo thái hư thân ảnh, chừng hơn vạn nhiều, xem ra thái hư lần này cũng là xuất động bọn hắn chân chính đại quân mấy vạn tên thái hư cường giả dạng này quy mô đã là xưa nay chưa từng có thái hư đi tới huyền âm chân giới phía sau không thể nói tương đối là ít nổi danh nhưng cũng không có trêu chọc lớn đặc biệt chuyện không phải kích thước như vậy chiến trận càng là chưa bao giờ xuất hiện qua rõ ràng thái hư cũng đã chăm chú bọn hắn cảm nhận được uy hiếp nhìn xem cái này minh mông cuồn cuộn thái hư đại quân tổ quát không khỏi cười khổ một tiếng rõ ràng là chính mình dọn tới cứu binh bây giờ càng là không giải thích được trở thành địch nhân biết sớm như vậy sẽ không nên thông chi thái hư kết quả là còn cho mình tìm không khoái xem ra những thứ này thái hư cường giả cũng đều được bọn hắn săn thần cung xuất chiến đối phó tổ quát ánh mắt không khỏi nhìn về phía nữ đế chỉ một điểm này người các ngươi săn thần cung đối phó nhất định là xoa xoa có thừa nữ đế cười nói tổ quát nghe vậy tức xạ mặt lại đây là đã trực tiếp đem oa đều vứt cho hắn bất quá chỉ thấy cái kia hư không trong cái khe đệ nhất đầu thái hư thần là sau khi xuất hiện con thứ hai cũng là từ trong đó chầm chậm bơi ra trông thấy đệ nhị đầu thái hư thần là tổ quát sắc cũng là đột nhiên tối sầm thái hư cái này chỉnh dung thế nhưng là không tầm thường coi như săn thần cung có thể cùng đánh một trận bất quá nếu là thắng lợi cũng sẽ làm trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng mà dạng đại giới cũng không phải tổ quát muốn thấy được con thứ hai thái hư thần là phía trên mặc dù cũng không có bao nhiêu thân ảnh bất quá ờ tại cõng bên trên đứng nghiêm vậy không nhiều thân ảnh nhưng là tản ra mạnh hơn cảm giác áp bách rõ ràng cái sau cái này một đám thực lực càng mạnh hơn tại con thứ hai thái hư thần là cõng phía trên đứng lặng tại mọi người đoạn trước nhất thân ảnh ánh mắt quét mắt bốn phía hắn rõ ràng cùng quanh mình thái hư người khác biệt phần lớn thái hư người chưa bao giờ thả xuống quá mức khải chỉ có hắn, lộ ra hắn áo giáp dưới khuôn mặt, người này mày rậm kiếm mắt, từ trên bộ dáng mà có thể cảm nhận được kỳ uy nghiêm, ánh mắt của hắn chợt nhìn về phía ngã xuống, ở phía dưới tựa hồ không cách nào nhúc nhích hai đầu Thái Hư thần là, nhìn xem cái kia, còn dư hơn 20 người đã chiến đến chỉ còn lại mấy người đội ngũ, ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt ở 701 trên thân, 701 xảy ra chuyện gì, nhìn xem Thái Hư chạy tới viện binh lúc này bảy trăm linh một áo giáp phía dưới nhất định đã là lệ nóng doanh tròng dù sao nếu là bọn họ hơi tới lại trễ một chút đoán chừng liền bị săn thần cung xé thành vỡ vụn tinh huy đại nhân là săn thần cung chính là bọn họ bảy trăm linh một giơ cánh tay lên chỉ hướng săn thần cung một đám săn thần cung cái này hữu tính tên nam tử ánh mắt hơi trầm xuống chính là hướng về săn thần cung mấy chục vạn đại quân nhìn sang săn thần cung tổ quát ở đâu tinh huy trầm giọng vừa quát một cảm giác uy nghiêm bắt đầu từ trên người khuấy động ra tổ quát hai cỗ phân thân đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía thái hư thần là đứng nghiêm thân ảnh kia ra ra ở đây tổ quát vung tay áo bào chính là quát lớn nữ đế nghe vậy khóe miệng cũng là nhẹ nhàng dương lên mặc dù đối với tổ quát không có hào cảm gì nhưng là không ngoài dự liệu hắn cùng tiêu viêm đều thuộc về tôn thượng chuyển thế trên người của hai người đều có loại này lưu manh vô lại tính tình ngược lại là làm cho người không khỏi sẽ đối với hắn nhiều một phần hào cảm săn thần cung tốt thái hư vốn không muốn trêu chọc các ngươi săn thần cung không nghĩ tới các ngươi săn thần cung lại còn dám chủ động khai chiến đến cũng được đã như vậy thuận tay hủy diệt các ngươi săn thần cung cũng không phải không thể thái hư tên là tinh huy nam tử lạnh giọng nói ngôn ngữ bên trong liền có thể cảm nhận được hắn cho tới bây giờ liền không có đem thái hư để vào mắt sở dĩ chưa từng đối với săn thần cung động thủ đó là cảm thấy cái sau đối bọn hắn căn bản không tạo được cái uy hiếp gì nhưng bây giờ săn thần cung triệt để trêu chọc phải thái hư lần này càng là trực tiếp để bọn hắn ở giữa không thể vãn hồi đã từng săn thần cung cùng thái hư cũng không có cái gì vứt bỏ lẫn nhau bảo hiểm tất cả cầm khoảng cách, nhưng không ngờ trong nháy mắt chính là đạt đến song phương tất nhiên khai chiến tình cảnh, hủy diệt săn thần cung, chỉ bằng các ngươi những thứ này mặc một bộ vỏ rùa cặn bã, tổ quát cười lạnh ở giữa cũng là bá khí đáp lại, khinh thường nói, Thái hư tinh huy cũng là không còn nói nhảm, lúc này liền là vung tay áo bào, Thái hư thần là cõng trên vạn người chính là làm xong chuẩn bị chiến đấu, tự hồ dự định liền ở đây trực tiếp cùng săn thần cung khai chiến, mặc dù săn thần cung về số người chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bất quá bọn hắn cũng như cũ không sợ, Đương nhiên, từ Thái Hư thực lực tới nói, mặc dù bọn hắn chỉ có vạn người, nhưng từng cái một thực lực nhưng là cực mạnh, cái này vạn người nếu là đều có thể đạt đến bước thứ 5 sức mạnh, như vậy tuyệt đối là một chi thực lực mạnh mẽ đội quân mũi nhọn, săn thần cung có mấy trăm ngàn người, nhưng đấu thần thực lực nhưng là số đông, bất hủ cường giả cũng bất quá hơn mấy ngàn người, lại bước thứ tư thực lực trở lên cường giả không cao hơn 500 người, cho nên chân chính đối bính đứng lên, săn thần cung coi như có thể cùng bọn hắn chống lại, trả giá giá cao thảm trọng đó đúng là tất nhiên, cuộc chiến đấu này một khi khai hỏa, như vậy cũng sắp là huyền âm chân giới vài vạn năm tới quy mô lớn nhất một lần chiến đấu nhiều như vậy bất hủ tham dự chiến tranh tính ra đã là viễn cổ mới từng phát sinh qua nữ đế tổ quát vừa quay đầu vốn muốn tìm nữ đế đã nói xong liên thủ nữ đế ngoại trừ vừa mới hạn chế lại hai đầu thái hư thần là bên ngoài chính là không có dư thừa ra tay nhưng làm tổ quát bây giờ muốn đi tìm nữ đế thời điểm lại phát hiện cái kia vừa mới còn ôm một cái dáng dấp hướng thỏ cẩu cùng với nàng bóng hình xinh đẹp đã là không biết tại chuyện gì biến mất không thấy tổ quát bây giờ lập tức khuôn mặt cứng đờ cái này nhìn dường như là bị nữ đế tính toán rõ ràng là bọn hắn song phương liên hợp thảo phạt nữ đế bây giờ tại sao lại đem cừu hận chuyển tới hai người bọn họ giả trên thân cái này không phải tổ quát phản ứng lại lập tức mở miệng nói ra các loại chúng ta đều bị nữ đế tính toán lần này hẳn là chúng ta liên thủ gạt bỏ nữ đế vừa mới cũng là hiểu lầm tổ quát vội vàng nói thái hư tinh huy ánh mắt âm trầm nhìn xem giải thích tổ quát thì có một loại đối phương coi hắn là thành đồ đần trêu cảm giác nhưng này một cái chớp mắt tổ quát lời nói chỉ có thể càng thêm chọc giận tinh huy cái sau tay áo vung lên Thái hư vạn người đều là đằng không mà lên, cùng lúc đó, Thái hư thần là cho cái này vạn người đều phải cho không đồng lực lượng lên gia trì, nhưng cái này vạn người chiến lực trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, đáng giận, tổ quát trong lòng thầm mắng một tiếng, đều nói nữ đế quỷ kế đa đoan, mình tại sao liền dễ tin nàng hoang ngôn cũng không phải tổ quát tâm tính bất ổn mà ở mới vừa nghe đi theo nữ đế kỳ thực là tổ quát tại không có bất luận cái gì phát giác dưới tình huống đã chúng nữ đế mê hoặc cái này cũng là một loại sức mạnh để cho người ta tại bất chi bất giác ở trong liền đã tại ngoan ngoãn theo lời nói mà cũng là nữ đế chỗ cường đại tổ quát càng là biết được chiến đấu không thể vãn hồi nhưng bây giờ cũng còn không thể xác định nữ đế có phải là hay không lừa gạt cùng hắn nhưng trận chiến đấu này nếu là nữ đế thật sự không xuất thủ săn thần cung tất nhiên sẽ bị thái hư đánh rất thảm cứ việc đối phương chỉ có vạn người mà săn thần cung chính là mấy chục lần nhưng ở đơn thể về mặt chiến lực đối phương nhưng là xa xa dẫn đầu cũng may chính là săn thần cung chỗ cường đại vốn cũng không tại cá thể mà là bọn hắn đều dung hợp ở cuốn mây đổi thiên trận ở trong tình thế dù vậy tổ quát trên mặt kỳ thực cũng không có quá nhiều bối rối rõ ràng đối phó những người này cũng như nữ đế lời nói phải giải quyết không tính khó khăn chỉ thấy thủ ấn biến ảo giữa không trung cuốn mây đổi thiên trận lại lần nữa ngưng hiện, đại trận xoay tròn mấy chục vạn đại quân 2 phần 3 lui về phía sau bắn ngược, chợt trên người bọn họ sức mạnh tràn hướng cuốn mây đổi thiên trận, tiếp đó tại phía trên đại trận hội tụ, sau đó đại trận xoay tròn, hội tụ tất cả lực lượng hướng về đoạn trước còn thừa mấy vạn người ngưng kết mà đi, đây là đổi thiên, tổ quát thanh âm trầm chậm, chậm vang lên chỉ thấy trước đó quả nhiên mấy vạn người khí tức lập tức bạo tăng, không còn dựa vào quần thể sức mạnh, nếu là vẫn là dựa vào chiến thuật biển người, tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, loại thời điểm này, liền phải phái ra tinh nhuệ cường giả đánh một trận, chiến thuật chớp mắt biến hóa có thể nhìn ra, tổ quát bén nhạy khứu giác, lại quyết tuyệt thay đổi chiến thuật, cũng chính là tại tổ quát như thế thống lĩnh phía dưới, săn thần cung chưa bao giờ có bất luận cái gì thua trận, bách chiến bách thắng, cho nên tổ quát mới được đám người quân tâm, lại tuyệt đối phục tùng có cực cao lực chấp hành, mặc dù săn thần cung bên này đem người đếm chợt giảm, bất quá như cũ có mấy vạn nhiều, hay là muốn so Thái Hư vạn người thêm ra mấy lần, trận chiến đấu này đã là không thể hóa giải, tổ quát hiện tại nói cái gì Thái Hư cũng sẽ không tin tưởng, lại không biết được nữ đế lời nói thật giả, nhưng từ hiện tại Thái Hư bày ra thực lực đến xem, chính là đã chấn kinh đến rồi tổ quát, săn thần cung lần này đã là vận dụng đỉnh tiêm chiến lực, mà Thái Hư đến đây vạn người, nhìn chung Thái Hư cái này vạn người lại đều là bất hủ, bực này trận thế cho dù săn thần cung cũng là chưa từng nắm giữ nhiều như vậy bất hủ cường giả cũng may chính là tổ quát cũng hiểu biết những thứ này thái hư người đều là tới từ tại hư thần áo giáp sức mạnh cũng không thuộc về bọn hắn bản thân cho nên bọn hắn cho dù nắm giữ bước thứ năm bất hủ cường giả sức mạnh nhưng nếu chân diện đối với đồng cấp tự nhiên là thật đang bước thứ năm cường giả càng hơn một bậc tổ quát cũng âm thầm hiểu qua thái hư hư thần áo giáp không coi là bí mật gì nói đúng ra bọn hắn lực lượng nơi phát ra cũng không lớn dễ giấu giếm không muốn giữ lại thực lực hết khả năng lấy cỡ nào người vì tổ cùng ứng đối cùng một cái địch nhân có bất kỳ xóa bỏ cơ hội tuyệt đối không thể do dự, vừa đánh vừa lui, tổ quát thanh âm tại mỗi một vị săn thần cung chiến sĩ trong đầu vang lên, lúc này mấy vạn người cảm xúc tăng vọt, chiến y vốn là tương ngộ lẫn nhau ảnh hưởng, có tổ quát tọa chấn, bọn hắn chưa bao giờ cảm thấy có thể sẽ chiến bại, đều là có được tất thắng quyết tâm, bất hủ hoang dã ở trong, song phương đều là lướt ầm ầm ra, lấy giữa không trung vì chiến trường, đại chiến hết sức căng thẳng, chiến đấu quy mô như vậy, nếu là không gian không đủ ổn định, thậm chí có thể dẫn đến hư không phá toái, nhưng ai cũng đã không cách nào ngăn cản trận này chắc chắn thảm thiết chiến tranh rồi, toàn bộ nguyên bản coi như yên tĩnh bất hủ hoang dã, chính là bị tiếng người ồn ào bao trùm, còn có cái kia đinh tai nhức óc chiến đấu minh, tiếng kêu thảm thiết thê lương càng là bên tai không dứt, tranh đấu một khi khai hỏa, cũng chắc chắn là bất tử không ngừng, không có thắng bại có thể nói, chỉ có sinh tử tồn vong, săn thần cung cùng thái hư, cuộc chiến tranh này chỉ có một phương nào diệt vong, mới có thể bình ổn lại, ở nơi này huyên náo ồn ào náo động ở trong, chỉ có sát lục chi tháp bên trong, Tiêu Viêm còn cái gì cũng không biết được, bởi vì cái kia ồn ào náo động chiến đấu âm thanh tạm thời là sẽ không truyền, đến tháp này, ở trong, hơn nữa trải qua nữ đế một phen tiểu thao tác sau đó, mục tiêu rõ ràng hẳn là khóa chặt tại hắn cùng nữ đế trên người, nhưng là chuyển tới săn thần cung cùng thái hư trên thân, Tiêu Viêm tu luyện còn tại khí thế hừng hực tiến hành, chẳng biết lúc nào Tiêu Viêm đã không có để ý thể nội nguyên khí nội tình đạt, đến bao nhiêu, mà là trong cõi u minh có một loại cảm giác thần bí dẫn dắt Tiêu Viêm, phảng phất linh hồn đưa thân vào vô số trong tinh hải, nhưng dù cho bốn phía có ngàn vạn tinh thần lại không có một khỏa có thể sắp đặt cái này bằng hoàng không linh hồn tiêu viêm kỳ thực minh bạch chính mình đang cùng ban đầu tôn thượng làm cùng một chuyện đều ở đây tìm kiếm viên kia thuộc về chính hắn tinh thần nguyên khí nội tình đạt đến bao nhiêu tựa hồ đã cũng không trọng yếu mà là muốn thế nào ở nơi này mênh mông biển sao ở trong tìm được cái ngôi sao kia mới là bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất chỉ bất quá cho tiêu viêm thời gian lại tựa hồ như đã không nhiều lắm tựa hồ bởi vì thiên hà ma quân vẫn lạc sát lục chi tháp cũng đi theo thiên hà ma quân ý chí đang nhanh chóng tiêu vong cho nên cho tiêu viêm thời gian tu luyện đã không nhiều lắm kỳ thực tiêu viêm cũng tại sát lục chi tháp ở trong ngây người không thiếu thời gian tràn vào trong cơ thể ma khí tựa hồ cũng dần dần đạt đến cực hạn bàng bạc ma khí không ngừng tràn vào tiêu viêm nhục thân ở trong cọ rửa bên phải khiêu động ma tâm bất quá có thể tồn tại tại ma tâm chính giữa ma khí lại cũng không nhiều phần lớn đều từ trong thân thể trôi mất ra ngoài ma khí không cách nào lại tiếp tục hấp thu nhưng thần chi nguyên khí lại liên tục không ngừng từng vì sao dùng tốc độ cực nhanh bạo tăng lại tốc độ không chỉ không có theo số lượng tăng thêm mà chậm lại, ngược lại ổn định ở không nhanh không chậm một cái tốc độ bên trên. bây giờ tiêu viêm nguyên khí nội tình sớm đã đột phá trăm triệu, càng là đã tới bất khả tư nghị hai trăm triệu, lại dựa theo tốc độ như vậy, tiếp tục cho tiêu viêm một chút thời gian tu luyện, càng là có thể đột phá tới ba trăm triệu. dạng này nguyên khí nội tình, tiêu viêm đã có thể làm được nguyên khí tự do, đang thi triển đấu khí thời điểm, chính là không cần tại lo lắng thể nội nguyên khí chưa đủ tình huống, phảng phất tiêu viêm trong cơ thể nguyên khí hải không chỉ có là hải mà là hóa thành một phương thế giới, chỉ cần tiêu viêm tâm niệm vừa động, cái kia mênh mông tinh thần hải khoách tán ra thời điểm, bằng vào uy áp thì đến được làm cho người kinh khủng cấp độ, có thể tiêu viêm đều chưa từng chú ý tới trong cơ thể nguyên khí nội tình đã là đột phá tới 200 triệu, bởi vì hắn y theo nữ đế lời nói, tìm kiếm lấy thuộc về viên kia mình tinh thần, tại mênh mông biển sao ở trong, tiêu viêm tìm rất lâu, nhưng vẫn là không có tìm được, tôn thượng từng đạt đến ngàn triệu vừa mới tìm được, tiêu viêm bây giờ 200 triệu tự hồ còn cực kỳ xa xôi, chầm chậm mở hai mắt ra, Tìm không thấy viên kia thuộc về ta tinh thần, nó có lẽ còn chưa có xuất hiện." Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, nữ đế thân ảnh ngay tại Tiêu Viêm bên cạnh, nàng tựa hồ thật giống như chưa bao giờ rời đi, muốn tìm được thuộc về mình tinh thần, tự nhiên không có dễ dàng như vậy, cũng không phải mỗi cái đấu thần đều có thể tìm được, cho nên cũng không cần quá để ý, cho dù không cách nào đạt đến tổ cảnh đấu thần, nắm giữ 200 triệu nguyên khí nội tình, đột phá tới đế chi bất hủ phía sau, vẫn lại so với bình thường bất hủ càng thêm cường đại, nữ đế an ủi Tiêu Viêm, nếu là có thể đạt đến tổ cảnh đấu thần, đột phá tới bất hủ lại sẽ như thế nào, tiêu viêm không khỏi tò mò hỏi. Đối với tiêu viêm tới nói đây là một cái hắn trước đó chưa từng nghe qua cảnh giới, nhìn trước mắt tới hắn cũng đụng vào không đến mảy may, tổ cảnh đấu thần hẳn là đấu thần có thể đi đến chân chính điểm kết thúc đi, khác ta cũng không biết, nhưng ngươi muốn trở thành đế chi bất hủ tầng thứ cao hơn, ý tứ của ta đó là, so đế chi bất hủ cường đại hơn, thần chi bất hủ, như vậy tình được thuộc về chính ngươi tinh thần, đột phá tới tổ cảnh đấu thần liền vô cùng trọng yếu, nữ đế đối mặt tiêu viêm hỏi thăm, cũng là ôn nhu mở miệng không giữ lại chút nào nói cho tiêu viêm chỉ bất quá ngươi cũng muốn minh bạch có thể đạt đến tổ cảnh đấu thần giả tại toàn bộ thần hy thế giới bao quát vô chủ thế giới cũng là phượng mao lân giác một dạng tồn tại trước mắt ta chỉ biết được hai người đạt đến tổ cảnh đấu thần thứ nhất chính là chú ý chúng sinh thứ hai chính là thiếp thân không ngoài dự liệu là đạt đến tổ cảnh đấu thần giả chỉ cần thuận lợi đều có thể đi càng xa đối với tổ cảnh đấu thần kỳ thực nó chân chính cho ngươi không phải tại đột phá bất hủ phía sau so khác bất hủ lực lượng cường đại hơn ta càng cho rằng tổ cảnh đấu thần chính là chính ngươi trên thế giới này bắt được thuộc về chính ngươi khí vận lại hướng lên lộ đã không phải cố gắng tu luyện liền có thể đạt đến ngươi được đi tóm lấy mình khí vận thế giới khí vận cùng với thế gian hết thảy khí vận, nếu ngươi có thể bắt lấy, liền có thể thông hướng chân chính thần cảnh, đây hết thảy cảm ngộ, chỉ là ta có thể đạt đến tầng thứ điểm kết thúc, đây là ta hiểu ra, cũng không phải tuyệt đối chính xác, dù sao ta cũng không có tìm được thông hướng cuối lộ. Tiêu Viêm sau khi nghe khẽ gật đầu, lập tức cũng hiểu rõ tới, dành thời gian tu luyện, coi như không thể đột phá tới tổ cảnh, nguyên khí có thể đột phá trăm tỷ lời nói, cũng có thể phi thường cường đại, nếu là không tìm được, liền chờ nhất đẳng, nó sẽ xuất hiện tại trước mắt ngươi. Nữ đế thanh âm êm ái phảng phất giống như hắc ám trong đại dương hải đăng, vì tiêu viêm dẫn lĩnh đi về phía trước con đường nhận được nữ đế mấy lời nói chỉ điểm sau đó tiêu viêm chính là không có tiếp tục cố chấp đi tìm viên kia thuộc về hắn tinh thần linh hồn cùng ý chí đều xảy ra tương đối chạy không trạng thái bây giờ tiêu viêm mới phản ứng được mình nguyên khí nội tình trong bất chi bất giác lại muốn đột phá ba trăm triệu lại tại tiêu viêm tâm thần hơi trầm ngâm thời điểm càng là phát hiện nguyên khí tinh thần tăng lên tốc độ vẫn như cũ không giảm đột phá ba trăm triệu cơ hồ là chuyện đã rồi chỉ cần thời gian đầy đủ, Tiêu Viêm dự định đợi ở chỗ này, nếu là có thể tốt nhất có thể ở ở đây, thuận lợi đột phá đến tổ cảnh đấu thần, đương nhiên như thực sự tìm không thấy, nguyên khí nội tình có thể vượt ngàn triệu cái kia cũng coi như không tệ, nhưng lúc này Tiêu Viêm lại độ mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, địch nhân đã tới rồi sao? Tiêu Viêm mặc dù không có chú ý mình tu luyện bao nhiêu thời gian, nhưng vẫn là có thể ước chừng cảm thấy, hắn ngồi xếp bằng ở đây đã rất lâu, nữ đế gật đầu một cái, cũng không có dấu giếm Tiêu Viêm đến rồi bây giờ đã khai chiến nữ đế bình tĩnh hồi đáp nghe tự hồ liền cùng nàng hoàn toàn không liên quan một dạng theo lý mà nói bọn hắn hẳn là sẽ trực tiếp tới tìm kiếm tiêu viêm vô luận là săn thần cung vẫn là thái hư mục tiêu cũng cần phải cùng là tiêu viêm mới đúng khai chiến cùng ai khai chiến tiêu viêm hồ nghi nói ta cũng không lớn tinh tường bọn hắn không giải thích được đánh liền dậy rồi nữ đế nhún vai khuôn mặt cười lộ ra nghi hoặc vậy nếu như nữ đế đều nghi ngờ lời nói tiêu viêm thì càng nghi ngờ không hiểu thấu đánh liền dậy rồi nói là thái hư cùng săn thần cung sao tiêu viêm hồ nghi nói nữ đế điểm một chút chán không sai chính là bọn họ kỳ kỳ quái quái đánh liền dậy rồi nữ đế cũng nghiêm túc hồi đáp bất quá tiêu viêm nhìn xem nữ đế ánh mắt lập tức liền trở nên cổ quái dù sao vẫn là cùng nữ đế ở chung được một đoạn thời gian dài như vậy tiêu viêm tinh tưởng nhìn đình đình ngọc lập người vật vô hại nữ đế không chỉ có bụng dạ cực sâu hơn nữa thủ đoạn càng là không thể tưởng tượng như chính như nữ đế lời nói thái hư cùng săn thần cung đánh nhau cái kia cũng nhất định cùng nữ đế có trực tiếp liên quan dành thời gian tu luyện tòa này sát lục trí tháp không kiên trì được bao nhiêu thời gian ngược lại bọn hắn đánh nhau bây giờ cũng không dành bận tâm cùng ngươi nên thật tốt bắt lấy cơ hội tu luyện nữ đế cười khanh khách nói tiêu viêm cũng là chỉ có thể cười khổ lắc đầu Nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người xinh đẹp dưới khuôn mặt, tùy tiện một ánh mắt đều có 800 tưởng tượng tử, thật sự là kinh khủng như vậy, bất quá Tiêu Viêm cũng đích xác cảm thấy sát lục chi tháp đã không còn ổn định, chứng minh hắn đang tại sụp đổ, cho hắn thời gian tu luyện hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, xem bộ dáng là không có cách nào nhường Tiêu Viêm ở đây, trong tháp đột phá tới ngàn triệu, chẳng qua hiện nay đã là lập tức đột phá 300 triệu, nếu là không cùng Tôn Thượng tương đối, đây đã là phi thường khủng bố nguyên khí nội tình, nhưng có Tôn Thượng ở phía trước, liền để người cảm thấy 300 triệu đều cũng không phải là cực hạn, hơn nữa nữ đế cùng Tiêu Viêm mấy lời nói nhường tiêu viêm đối với tổ cảnh đấu thần giấy lên hứng thú tự nhiên càng muốn tại đột phá đế chi bất hủ phía trước đạt đến trong truyền thuyết tổ cảnh đấu thần chính như nữ đế lời nói tổ cảnh đấu thần có thể nhường tiêu viêm đi càng xa cũng có thể nhường tiêu viêm đi càng nhanh từ nơi này hai điểm bên trên tiêu viêm trong lòng liền không cách nào nhảy qua tổ cảnh đấu thần trong lòng của hắn đã có mục tiêu đó chính là nhất thiết phải trở thành tổ cảnh đấu thần tiêu viêm tiếp tục nhắm đôi mắt lại đắm chìm tại mênh mông biển sao ở trong dưới loại tình huống này, kỳ thực không quá có thể chú ý tới thợ gian trôi qua, tu luyện trở nên yên tĩnh lại thoải mái dễ chịu, nguyên khí nội tình không ngừng tăng thêm, đến mức trở nên mạnh mẽ cảm giác đều rất tuyến tính chất, không phải bộc phát thức tăng trưởng, nhưng lại có thể cảm thấy từng chút từng chút trở nên mạnh hơn. Tiêu Viêm ưa thích loại này không ngừng leo lên cảm giác, mặc dù không biết lúc nào mới có thể tìm được cái ngôi sao kia, không có chấp niệm, tu luyện trở nên dễ dàng hơn. Thần chi nguyên khí tràn vào tiêu viêm trong thân thể, tiếp đó lưu giữ lại cái kia tinh thuần nguyên khí chính là hóa thành từng vì sao, còn lại loang lổ nguyên khí nhưng là từ trong cơ thể xa lánh mà ra, không cần tiêu viêm quá nhiều tâm thần, tựa hồ đến một bước này, hết thảy đều là nước chảy thành sông, mà ở tiêu viêm thành công đột phá tới 300 triệu nguyên khí nội tình đồng thời, khoảng cách sát lục chi tháp khoảng cách rất xa, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, hai bên đều có không tiểu trình độ thương vong, thời gian ngắn ngủi, săn thần cung chính là thương vong vượt qua hơn 5.000 người, mà thái hư cũng không dễ chịu, mặc dù có thái hư thần là gia trì, nhưng săn thần cung chiến lực cũng không cho khinh thường, loại tình huống này, không có ai sẽ giữ lại thủ đoạn, đều là cắn răng bởi vì đều hiểu chiến tranh không phải ngươi vốn liền là ta chết vận dụng thủ đoạn đều là kỹ thuật giết người theo chiến đấu tổ quát phân thân cho mày lợi hại bởi vì nữ đế không tiếp tục xuất hiện qua săn thần cung như thế thương vong cũng không phải tổ quát muốn nhìn gặp rõ ràng giờ khắc này tổ quát cảm thấy hắn bị nữ đế thật sâu bày một nếu là tiếp tục cùng thái hư đối chiến cuối cùng thật sự chiến đến lưỡng bại câu thương như vậy thì đem đối với nữ đế không có bất cứ uy hiếp gì tổ quát nắm đấm hơi hơi nắm chặt một cái chớp mắt này trong lòng của hắn có lui binh chi ý không muốn lại cùng thái hư tiếp tục đánh trước mắt hắn mặc kệ thái hư đến tột cùng là kế hoạch gì Hắn mong muốn chính là tại lúc này Cam Đoan săn thần cung đám người sống sót, có thể chiến tranh một khi khai hỏa, ai cũng không có khả năng toàn thân trở lui, hơn nữa Thái Hư nhìn tự hồ cũng không có bất luận cái gì lui binh dự định, mặc dù Thái Hư chiến vong nhân số đã quá ngàn, bày ra phòng thủ, rút lui, tổ quát cảm thấy tiếp tục đánh, như Thái Hư lại có trợ giúp đến đây, bọn hắn vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt cùng này, cái này mấy trăm ngàn đại quân, chính là săn thần cung căn cơ, cũng là săn thần cung tất cả cuốn mây đổi thiên trận cũng không phải tổ quát một người có thể thi triển, mà là nâng săn thần cung toàn bộ sinh linh sức mạnh mới có thể vận hành trận này, nếu là không có đám người đã mất đi cuốn mây đổi thiên trận, săn thần cung liền không có khả năng, lại dùng tuyệt đối tư thái khinh thường huyền âm chân giới ngàn vạn thế lực, ngươi dự định hướng về nơi nào rút lui? Ngay tại tổ quát truyền âm cho mỗi một vị săn thần cung chiến sĩ thời điểm, ở tại phân thân bên cạnh nữ đế ôm băng uẩn thỏ tại tổ quát không có chút nào phát giác dưới tình huống liền vô cùng đột nhiên xuất hiện lệnh tổ quát toàn bộ linh hồn cũng là căng thẳng đồng lỗ càng là tại lúc này chợt co rụt lại đây là giải quyết đi thái hư tốt nhất chỗ nếu là bỏ lỡ dạng này thời cơ như vậy tại ta sau khi biến mất săn thần cung nghĩ đến cũng sẽ không còn tồn tại cho nên người bây giờ đến tột cùng đang sợ cái gì hay là vì sao còn phải có chỗ giữ lại thậm chí hy sinh mấy ngàn người đều không muốn vận dụng các ngươi đại trận chân chính chi uy trận này là lão hữu sáng tạo trận pháp này cũng không phải ngươi dùng như vậy nữ đế thanh âm lại lần nữa vang lên ngữ khí cùng phía trước khác biệt cũng cùng tiêu viêm lúc nói chuyện khác biệt giờ khắc này lời nói mẫu dòng trí nghi đồng thời cũng tản ra tuyệt đối uy nghiêm và lực chấn nhiếp tổ quát nghe vậy nao nao hắn vốn cho rằng nữ đế sẽ không ở xuất hiện đột nhiên sau khi xuất hiện một phen ngôn từ trực tiếp nhường tổ quát á khẩu không trả lời được chỉ thấy nữ đế nâng lên chán đứng tại tổ quát phân thân bên cạnh đây vẫn là tổ quát lần thứ nhất nhìn thấy chân thật nữ đế lúc trước cũng chỉ là nghe ngửi nhìn qua bức họa khi đó còn cảm thấy nữ đế cũng không có trong truyền thuyết như vậy kinh diễm nhưng chỉ có bây giờ nữ đế ngay tại bên cạnh hắn khoảng cách không đến nửa cánh tay thậm chí còn có thể ngửi được nữ đế trên thân tản mát ra gợn sóng mùi thơm cơ thể tăng thêm cái kia tinh xảo đến nhìn tựa hồ không có bất kỳ cái gì một tia tí vết nào khuôn mặt, tổ quát cảm giác toàn bộ linh hồn đều ngây dại, giờ khắc này thật sự có bị nữ đế cho kinh diễm đến, nữ đế nhìn cũng không phải loại kia diêm rúa đẹp, tiểu xảo ngũ quan xinh xắn, cho người ta một loại thanh thuần lại mang theo một tia gợi cảm, cảm giác như vậy có thể nói có thể đâm thẳng trong nam nhân tâm chỗ sâu, cười lên hai cái lúm đồng tiền lại lộ ra có chút khả ái, tựa hồ thế gian hết thảy mỹ hảo đều bị khuôn mặt này cho chiếm hết đồng dạng, chỉ thấy nữ đế đôi mắt đẹp đóng mở, trong đôi mắt giống như có tinh quang lấp lóe. Nhìn xem giữa không trung ngưng tụ cuốn mây đổi thiên trận, sau một hồi lâu, nàng chậm rãi nâng lên tinh tế cánh tay, năm ngón tay mảnh mà mở ra, cái này trong lúc bất chợt động tác tổ quát đều không có ý thức tới, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cuốn mây đổi thiên trận bỗng nhiên vận chuyển lại, lại không chịu hắn khống chế vận chuyển cái này lập tức lệnh tổ quát sắc mặt kịch biến cuốn mây đổi thiên trận mặc dù săn thần cung cũng có thể mượn nhờ trận này sức mạnh nhưng là giới hạn tại tổ quát cho quyền lực của bọn hắn nhưng này một khắc nữ đế là trực tiếp nắm trong tay cuốn mây đổi thiên trận chỉ thấy nữ đế tinh tế ngón tay như ngọc tựa như khiêu vũ đồng dạng đại trận chính là bắt đầu vận chuyển toàn bộ đại trận bắn ra nhức mắt kim mang cái kia bốn phía năng lượng cường đại tụ đến hướng về đại trận ngưng kết mà đi huyền diệu phù văn buộc vòng quanh một cái quang mắt đại trận phát ra vô cùng cường đại uy áp năng lượng đều hội tụ tại quang mắt ở trong tiếp theo một cái chớp mắt chính là không có bất kỳ cái gì triệu chứng chùm sáng khuấy động mà ra hướng về thái hư thần là xuyên tới chùm sáng xé rách hư không ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt tựa hồ so với tổ quát thi triển lúc uy lực còn muốn càng hơn một bậc đứng lặng tại thái hư thần là cõng bên trên đứng nghiêm tinh huy nhìn xen gào thét mà đến chùm tia sáng kim sắc lập tức mãnh mà dẫm một cái thái hư thần là chỉ thấy trong chớp mắt chính là tạo thành một lớp đỏ sắp phòng hộ, bành, chùm sáng màu vàng óng hung hăng đụng vào hắn vòng phòng hộ bên trên, năng lượng cuồng bạo lập tức nổ tung lên, Thái hư thần là màu đỏ phòng hộ, cũng là tại tiếp xúc một cái chớp mắt chính là điên cuồng run rẩy, bất quá càng là tại trong lúc nhất thời cũng không có sụp đổ, bây giờ Thái hư thần là càng là mở ra miệng lớn, trong miệng năng lượng bàng bạc phun ra ngoài, chỉ bất quá cái này năng lượng cũng không phải muốn đi đối kháng chùm sáng, mà là tạo thành từng tầng từng tầng phòng hộ, không ngừng đối nó tiến hành gia cố, rõ ràng dự định dùng cái này chặn lại chùm sáng màu vàng óng lực hủy diệt, rầm rầm rầm, Quang thúc uy lực kinh người, nhưng Thái hư phòng hộ cũng đồng dạng kinh người, cũng không phải nó thật sự có cường đại rừng nào, mà là dùng đầy đủ năng lượng bàng bạc trèo chống, mới khiến cho khả năng đủ cùng chống cự. Thái hư thần là phòng hộ bị kích lấy, đến nỗi từ cuốn mây đổi thiên trận gào thét trùng sáng màu vàng óng, cũng không có tại sao một lát liền dừng lại, mà là giống như vô hạn đồng dạng, kéo dài kích, toàn bộ âm thanh vang vọng hư không, tại hai loại năng lượng đụng vào bốn phía, hư không run rẩy vạn vẹo tựa hồ có sụp đổ trí dạng này thái hư còn không có dốc toàn bộ lực lượng hiện tại cho rằng săn thần cung thật sự có thể cùng bọn hắn chống lại sao nữ đế chậm rãi mở miệng tổ quát hai cỗ phân thân cũng đứng thẳng tắp lại dáng người càng là có chút cứng ngắc rõ ràng bị bây giờ cho rung động đến rồi thứ nhất là nữ đế càng là không có hắn dưới sự cho phép hoàn toàn nắm trong tay đại trận cái này thứ hai chính là thái hư cường đại thật là rất xa vượt qua tưởng tượng của hắn ta biết được băn khoăn của ngươi ngươi sợ ta đối với các ngươi săn thần cung ra tay bất quá ngươi nghĩ qua không có nếu là ta muốn diệt các ngươi săn thần cung thậm chí không cần ta khôi phục ngươi tin không nữ đế gương mặt đáng yêu bằng bên trên nói ra lần này uy nghiêm ngữ điệu lúc lập tức có vẻ hơi không hợp nhau bất quá trang nghiêm thời điểm trên thân tản mắt ra uy nghiêm để cho người ta căn bản không có chất vấn dũng khí tổ quát tại chỗ ngây ngẩn cả người dù cho hắn đã trưởng quản săn thần cung mấy ngàn năm có thể nói tại khí chất bên trên đó là tuyệt đối nắm nhưng mà tại thời khắc này, đứng tại nữ đế bên cạnh hắn, lại như lâu la đồng dạng, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cái kia nữ đế, chúng ta liên thủ có thể diệt đi thái hư sao? Tổ quát giọng của đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không biết, nữ đế dứt khoát trả lời, tổ quát vốn cho rằng nữ đế sẽ hùng tâm tráng trí, lại không nghĩ rằng cho một cái nhường hắn nhất thời nghẹn lời trả lời, thái hư tới huyền âm chân giới cái mục đích gì? Tổ thét hỏi, ánh mắt của hắn vẫn còn để thăng bản thân, cùng với dẫn dắt chính mình thế lực ở giữa còn không có ý thức được tồn tại thế giới đã gặp phải có thể ngập đầu nguy cơ ngươi quan tâm vấn đề sau này nữ đế nhíu mày đối với tổ quát tự hồ chưa bao giờ bị nữ đế bỏ vào xen qua bên trong hiếu kỳ giải thích cũng rất phiền phức tính toán vậy thì nói ngắn gọn hủy diệt huyền âm xâm chiếm thần hy ngươi có thể hiểu thì hiểu nữ đế nhẹ nói hủy diệt huyền âm xâm chiếm thần hy tổ quát kinh ngạc bất quá ngay tại tổ quát chấn kinh thời điểm ở xa truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang ầm ầm tiếng vang kịch liệt cuốn mây đổi thiên trận tóe ra kim quang từ đầu đến cuối cũng không có dừng qua dù cho thái hư thần là năng lượng cường thịnh trở lại cuối cùng vẫn là chống cự đến rồi cực hạn vòng phòng hộ phá toái mở ra chùm sáng màu vàng óng hung hăng đánh vào thái hư thần là thân thể cao lớn phía trên nhất thời chính là phát ra trầm hậu tiếng kêu thảm thiết thê lương nhưng thế nhưng thái hư thần là thân thể quá khổng lồ đây là ưu thế của nó nhưng là sẽ trở thành nó thế yếu tỷ như bây giờ ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối nhưng nếu không thể chống đỡ như vậy thì không có khả năng trốn được chùm sáng màu vàng óng nát bấy nhục thể của nó trực kích trong cơ thể chỗ sâu sau một lát chính là nhìn thấy đầu này thái hư thần là toàn bộ thân thể cao lớn dày đặc lên mịn quy văn sau đó kim quang nổ tung thái hư thần là muốn nổ lúc này cũng nghe đến những cái kia tham dự chiến đấu thái hư người khản giọng giống to nhất thời gần như tất cả thái hư chiến sĩ toàn bộ đều ngừng chiến đấu đều là bằng nhanh nhất tốc độ rời xa con ngựa này, bên trên nổ tung thái hư thần là, bọn hắn rõ ràng rất rõ ràng một đầu thái hư thần, là một khi nổ tung mang đến lực trùng kích, xem bọn hắn bắn ngược tốc độ, phảng phất đều có thể nhìn đến vô cùng biểu tình hoảng sợ, lúc này nữ đế tay ngọc nhẹ giơ lên, tiếp đó xoay tròn một tuần, toàn bộ cuốn mây đổi thiên trận đều theo nữ đế động tác mà biến ảo, tổ quát cũng lập tức xem hiểu thế cục, lúc này ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lui về phía sau rút lui âm thanh truyền vang ra, săn thần cung mấy vạn người đều là chỉnh tề như một, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng về cuốn mây đổi thiên trận phía dưới bắn ngược, mà đến, tổ quát vừa muốn đưa tay khống chế cuốn mây đổi thiên trận bảo hộ đám người, nhưng khi hắn vừa mới đưa tay lúc, cuốn mây đổi thiên trận màu vàng ánh sáng liền đã là, bước đầu tiên hướng về săn thần cung một đám bao phủ tới, tổ quát sững sờ tại chỗ, muốn nói lại thôi, chân tay luống cuống, khuôn mặt ngốc trệ, hắn bây giờ có thể đang suy nghĩ, đến tột cùng ai mới là săn thần cung cung chủ? Thái hư thần là thể nội bản thân liền ẩn chứa vô cùng năng lượng bàng bạc, trong chiến đấu mới nguồn năng lượng nguyên, không ngừng hướng đông đảo thái hư cường giả cung cấp nguyên khí sức mạnh một khi nổ tung uy lực của nó không cần nói cũng biết mà đầu thái hư thần là nổ tung đã là không cách nào thay đổi toàn thân kim quang trật hiện phẳng phất xông vào trong cơ thể nó năng lượng đang điên cuồng phá hủy nhục thể của nó cả cỗ thân thể cao lớn dần dần bành trướng nhìn tựa như lúc nào cũng có khả năng muốn nổ tung đồng dạng đến nỗi phía trước đứng lặng ở nơi này đầu thái hư thần là cõng lên tinh huy một đám, đều là không thấy thân ảnh, tập trung nhìn vào lúc, mới nhìn rõ bọn hắn đứng lặng ở mặt khác một đầu thái hư thần là phía trên, cái này đầu thái hư thần là không ngừng bành trướng, bất quá tại nó sắp nổ tung lúc, trên thân tràn ra vô số năng lượng, tiếp đó hướng về mặt khác một đầu thái hư thần là hội tụ mà đi, nó đem chính mình sau cùng năng lượng hết khả năng thay đổi vị trí, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ không gian đều là mãnh mà chỉ trệ, tất cả mọi người hô hấp đều cảm giác trầm xuống, càng là trong nháy mắt, phảng phất trái tim đều bị một cái tay cho gắt gao bắt được đồng dạng, hô hấp đều trở nên khó khăn, nhức mắt kim quang tại ở xa lấp lóe kèm theo bắn nổ còn có thái hư thần là thể nội năng lượng bằng bạc đan vào một chỗ năng lượng hủy diệt chi lực kinh khủng đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tổ quát cũng là nắm chặt nắm đấm nhìn ra cho dù là hắn cũng có một chút khẩn trương chỉ có nữ đế khuôn mặt bình đạm không dậy nổi bất luận cái gì một tia gợn sóng tựa hồ đưa mình nằm ngoài mọi việc đồng dạng cái này đầu thái hư thần là một tiếng nổ bể ra tới nhất thời giống như hóa thành một vòng mặt trời màu vàng tầng thứ nhất tràn ngập cuồng bạo sức mạnh hủy diệt sóng xung kích gào thét mở ra ầm ầm toàn bộ hư không đều giống như muốn bị kinh khủng này năng lượng cho sinh sinh lật ngược đồng dạng quanh mình hết thảy đều như muốn bị hắn nát bấy đồng dạng, cho dù nơi này cách sát lục chi tháp xa xôi, nhưng dạng này nổ tung thậm chí cũng có thể làm cho bất hủ hoang dã mãnh mà run lên. Ngồi xếp bằng tiêu viêm cũng là bị bất thình lình chấn động đánh thức, bởi vì một mực tại tháp này ở trong yên tĩnh đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì âm thanh, cũng không có bất luận cái gì chấn động, đột nhiên xuất hiện run rẩy, tiêu viêm cũng là mở hai mắt ra, nhíu mày, hắn biết được nhất định là bạo phát ra vô cùng chiến đấu kịch liệt, nghiêng người xem xét, dọa tiêu viêm nhảy một cái, băng uẩn thỏ hóa thành hình người một chương thỏ khuôn mặt liền mắng ở trước mặt của hắn, khoảng cách không đến hai ngón tay, cái sau trên mặt đầy vẻ lo lắng, ngươi làm cái gì? Tiêu Viêm lui về phía sau vừa rút lui, cổ quái nhìn xem băng uẩn thỏ, cái đồ chơi này sẽ làm ra bất luận cái gì không tưởng tượng được hành vi, ngươi có hết hay không, đến cùng còn muốn tu luyện bao lâu? Băng uẩn thỏ thanh âm tại Tiêu Viêm bên tai vang dội, rõ ràng là cô gái âm thanh, nghe chính là cảm giác đặc biệt the thế, Tiêu Viêm cảm giác lỗ tai đau, chính là không có để ý băng uẩn thỏ, mà là tiếp tục nhắm hai mắt lại, bất quá bỗng nhiên cảm thấy chính mình cảm giác lỗ tai bị kéo đau, tiếp đó càng thêm chói tai tiếng gào thét truyền vào trong tai, ngươi đức sao? Tiêu Viêm mãnh mà mở mắt, trong mắt mang theo tức giận nhìn xem băng uẩn thỏ, nghĩ thầm cái đồ chơi này chỗ nào là cái gì con thỏ, quả thực là so cầu còn thích ăn đòn, tại nữ đế trong ngực cùng không có ở nữ đế trong ngực băng uẩn thỏ, hoàn toàn không phải một cái thỏ, lần sau Tiêu Viêm nhất định sẽ nói cho nữ đế, vô luận đi đến nơi nào đều không cần đem băng uẩn thỏ ném phía dưới tốt nhất mỗi giờ mỗi khắc đều đem nó mang lên tốt nhất ngươi nghĩ làm cái gì thì làm cái đó không nên ở chỗ này giống tốt nhất yên tĩnh chút tiêu viêm lạnh lùng nói băng uẩn thỏ nhảy tới nhảy lui nhiều cũng là làm cho người cảm thấy tâm phiền thậm chí ngay cả tiêu viêm cũng là nhịn không được nó tấm kia miệng nát nói dễ dàng nữ đế để cho ta trông coi ngươi nếu là đi bị đánh là ta cũng không phải ngươi băng uẩn thỏ không tức giận nói tiêu viêm không có để ý băng uẩn thỏ tiếp tục nhắm mắt lại bây giờ đối với tiêu viêm tới nói là tu luyện thời cơ tốt nhất vốn là thời gian sẽ không nhiều hơn nữa có nữ đế tại tiêu viêm cũng không có tất yếu đi lo lắng loại cục diện này nếu là nữ đế đều không giải quyết được hắn xuất hiện cũng không có ý nghĩa ngươi còn muốn tu luyện đến cùng xong chưa băng uẩn thỏ nhìn xem lại lần nữa nhắm mắt tiêu viêm chính là không tức giận lại lần nữa giận dữ hét đừng tu luyện bên ngoài đánh có thể đặc sắc chúng ta cũng đi xem một chút đi loại chiến đấu này vạn nhiên đều khó gặp một lần ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem sao băng uẩn thỏ tự hồ biết được tiêu viêm không ăn cứng rắn chính là định tới mềm đi 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 chúng ta đi xem chắc chắn rất đặc sắc, ta bảo đảm, người đến cùng có nghe thấy không? Điếc sao, Tiêu Viêm từ từ nhắm hai mắt con mắt, chỉ cảm thấy bên tai có vô số con ruồi bay tới bay lui đồng dạng, bất quá đắm chìm tại tu luyện ở trong phía sau, ngoại giới âm thanh chính là điều có thể bị che đậy lại, Tiêu Viêm nhất thiết phải chân quý bây giờ thời gian tu luyện, bởi vì, này hết thảy đều là nữ đế vì hắn tranh thủ mà đến, hết khả năng tu luyện mới đúng nổi nữ đế trả giá, cho nên Tiêu Viêm không tiếp tục tiếp tục để ý không hỏi băng uẩn thỏ, nhìn thấy Tiêu Viêm mềm không được cứng không xong, băng uẩn thỏ chính là chuẩn bị động thủ. Bất quá đúng lúc này, cửu anh uy áp khoách tán mà ra, hung thú ở giữa huyết mạch cùng cấp bậc tranh lệch trực tiếp nhường băng uẩn thỏ lui về phía sau vừa rút lui ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lập tức ngoan ngoãn đã biến thành một cái mập thỏ nằm ở một bên xa xa nhìn còn có chút khả ái nhưng nếu là tới gần mới có thể nhìn thấy cái kia thỏ con mắt ở trong lập lòe cực đoan vẻ điên cuồng cái đồ chơi này thế nhưng là không có đáng yêu chút nào cùng khả ái hoàn toàn không dính dáng. Tiêu Viêm hôm nay nguyên khí nội tình đã là đột phá đến 300 triệu, nhưng rõ ràng 300 triệu còn xa xa không phải Tiêu Viêm cực hạn, bộc phát thức tăng trưởng như cũ vẫn còn tiếp tục, tiếp tục loại tốc độ này, thậm chí có thể đột phá 400 triệu, 500 triệu, thậm chí càng nhiều, đạt tới cái này loại nguyên khí nội tình thời điểm, kỳ thực đã phi thường khủng bố, hoàn toàn thực hiện nguyên khí tự do, thi triển đấu kỹ thời điểm càng là hoàn toàn không cần lo lắng nguyên khí, không đủ vấn đề, thậm chí có thể tu luyện đấu kỹ càng mạnh mẽ hơn, coi như tạm thời không cách nào đột phá tới bất hủ, như vậy Tiêu Viêm chiến lực cũng sắp để thăng một cái cấp độ, có thể thi triển càng nhiều trận pháp phương diện đấu kỹ, hắn tai hại cần phải hao phí khổng lồ nguyên khí, còn có chính là thi triển thời gian quá dài, nhưng trận pháp loại đấu kỹ có thể bao trùm càng nhiều địch nhân, lại cường độ bên trên cũng sẽ càng thêm hung hãn, chỉ bất quá đấu kỹ cấp bậc nhưng như cũ chỉ có thể dừng lại ở tạo hóa giai, bởi vì thái cổ cấp đấu kỹ, ngoại trừ chỉ có truyền thừa cứng nhắc yêu cầu bên ngoài, còn có một cái yêu cầu chính là nhất thiết phải nắm giữ bất hủ chi lực mới có thể thi triển tiêu viêm lúc trước cũng là khẩn cấp muốn đột phá tới bất hủ nữ đế một phen ngôn luận sau đó tiêu viêm không còn gấp gáp đi tới đấu thần giai đoạn cuối cùng như là đã đi tới một bước cuối cùng vậy thì nhất định phải đi tốt nhưng theo thiên hà ma quân cuối cùng vẫn diện sát lục chi tháp sụp đổ số lớn ma khí cùng nguyên khí cũng là tiêu tan ở mảnh này bất hủ hoang dã bên trong dựa theo sát lục chi tháp bây giờ hỏng mất tốc độ, lưu cho Tiêu Viêm thời gian đã không nhiều lắm, Tiêu Viêm có thể ở trong đó thời gian tu luyện cũng tiến nhập giai đoạn cuối cùng, mà dạng chỗ muốn sẽ tìm, e rằng liền không dễ dàng như vậy, cũng không phải tìm không được nguyên khí đậm đà như vậy chi địa, mà là thời khắc này trạng thái tu luyện, muốn lại nối tiếp bên trên, cơ hồ không có có thể Cùng lúc đó, nhất đầu thái hư thần là nổ tung nhất lên cuồng bạo năng lượng, đang điên cuồng cuốn sạch lấy toàn bộ bất hủ hoang dã, hư không vặn vẹo phá toái, ở tại bọn hắn chiến đấu lấy một phiến khu vực, không gian cấp tốc sụp đổ, càng là nhấc lên một hồi hư không phong bạo, giờ khắc này, bất hủ hoang dã liền như là có linh tính đồng dạng, cùng nói không gian phá toái, chẳng bằng càng giống là tất cả mọi người bị bất hủ hoang dã cho phun ra đồng dạng, đương nhiên trong đó cũng bao quát săn thần cung cùng với nữ đế, bọn hắn toàn bộ đều ở vào trong hư không, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cũng là rời đi bất hủ hoang dã, rõ ràng cái sau cũng là biết được chiến đấu ở cấp bậc này hủy đi một vùng không gian đều không đủ là lạ cho nên bất hủ hoang dã trực tiếp đem bọn hắn đều thuận thế từ trong không gian chuyển tới hư vô tổn thất hết một chút không gian cuối cùng so toàn bộ bất hủ hoang dã đều bị hủy đi tốt đến nỗi hư vô cho dù cũng sẽ sụp đổ nhưng vĩnh viễn sẽ không hủy diệt sẽ đem hết thảy năng lượng phóng thích sau đó hư vô vẫn là hư vô nhưng cường đại chiến đấu cũng chắc chắn nhắc lên kinh khủng hư không phong bạo đương nhiên bởi vì huyền âm chân giới thuộc về thần hy lần thế giới cho nên hắn hư không cường độ bên trên cùng thần hy tranh lệch rất xa ít nhất chiến đấu ở cấp bậc này, nếu là ở thần hy, tuyệt đối không có khả năng dung chuyển hư vô, bị phá hủy đi nhất đầu thái hư thần là phía sau, tinh huy một đám đứng lặng tại mặt khác nhất đầu thái hư thần là cõng phía trên, bây giờ không biết đang suy tư điều gì, nhưng rõ ràng tổn thất hết nhất đầu thái hư thần là, ở tại bọn hắn tiến vào huyền âm chân giới phía sau, cái này còn là lần đầu tiên, bất quá bị hủy diệt nhất đầu thái hư thần là phía sau tinh huy, cũng không có muốn thối lui ý tứ, ngược lại là vẫn như cũ đứng chắp tay ánh mắt rơi vào tổ quát phân thân bên cạnh nữ đế trên thân, nàng chính là trong truyền thuyết đã rơi xuống nữ đế, Tinh Huy thì thào mở miệng, chỉ có hắn đem khuôn mặt lộ ở bên ngoài, cho nên cũng có thể trực tiếp cảm nhận được từ trên người tản mát ra khí tức, cùng phía trước Tiêu Viêm mặt sát những cái kia thái hư người rõ ràng có chỗ khác biệt, áo giáp dưới thái hư đều là đấu tiên cảnh giới, đến nỗi đấu thần Tiêu Viêm còn chưa bao giờ ngọc giản qua, mà tên Tinh Huy lại không luận hư thần áo giáp, bản thân tản mát ra khí tức chính là bỗng nhiên đạt đến đấu thần, hơn nữa tựa hồ thực lực còn không thấp, ít nhất là một cái ngũ tinh đấu thần từ một điểm này cái này lộ ra khuôn mặt tên là tinh huy nam tử liền cùng chung quanh những cái kia thái hư người đều có chỗ khác biệt tinh huy không có lùi bước bình tĩnh như trước đứng lặng tại thái hư thần là cõng phía trên ở sau lưng hắn một đám thân ảnh cũng là không có kinh hoàng lẳng lặng đứng nghiêm tựa hồ trước mắt hết thảy đều còn tại bọn hắn khống chế ở trong tổ quát có nữ đế ở một bên cự hình phi thú trên hắn cũng đồng dạng không kiêu không gấp nhưng chỉ là phút chốc cái kia hậu phương hắc ám trong hư không xuất hiện có chút ít điểm sáng nhìn thấy điểm sáng tổ quát ánh mắt ngưng lại, điểm sáng màu xanh lam đang di động, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được điểm sáng đang hướng về bọn hắn nơi đây lướt đến, tổ quát đồng lỗ hơi co lại, một loại dự cảm bất tường chính là thản nhiên dựng lên, mãi đến những cái kia lam sắc quang điểm không ngừng tới gần sau đó, tổ quát đồng lỗ lúc này đột nhiên co lại, những thứ này lam sắc quang điểm vậy mà toàn bộ đều là thái hư thần là mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, càng là có bảy, tám đầu thái hư thần là, hơn nữa tại những này thái hư thần là cõng phía trên, bỗng nhiên đều đứng nghiêm thân ảnh, tổ quát giờ mới hiểu được, vì cái gì tinh huy cho dù hủy đi nhất đầu thái hư thần là phía sau thần sắc vẫn như cũ biểu hiện ung dung không vội rõ ràng sự trợ giúp của bọn họ là từng nhóm đến chỉ bất quá đám bọn hắn là tiên đầu đội mà thôi đến nỗi cái này đầu thái hư thần là bị hủy diệt bọn hắn không có cũng không có quá lớn tâm tình chập trờn bất quá nhìn xem chậm rãi tới bảy tám đầu thái hư thần là hủy diệt bọn hắn nhất đầu thái hư thần là như vậy hôm nay bọn hắn chính là dự định đem ở đây cùng với săn thần cung đều phá hủy nơi này đáng chết thái hư vẫn còn có trợ giúp tổ quát mắng to một tiếng phía trước hắn đánh giá thấp thái hư thực lực vừa mới cái kia vạn người giải quyết liền cực kỳ không dễ bây giờ còn có tiếp viện lấy săn thần cung thời khắc này thực lực cùng bộc phát chiến đấu vậy thì nhất định phải trả giá cực kỳ giá tiền thảm thiết mấy trăm ngàn người cũng có thể chết trận nơi này bọn họ đều là săn thần cung căn cơ một khi không có mấy trăm ngàn đại quân như vậy săn thần cung chắc chắn xuống dốc có thể chuyện cho tới bây giờ tổ quát minh bạch tính mạng của mình cũng đã sớm cùng săn thần cung chặt chẽ liên hệ lại với nhau săn thần cung như diệt như vậy hắn cũng không khả năng sống tổ quát cũng không có ngờ tới tình hình cục diện trong nháy mắt trở nên như thế chăng khả khống chỉ bất quá còn tốt chính là đi tới nơi này chỉ là phân thân của hắn mà ở xa săn thần cung tổ quát bản tôn lúc này cũng tại là một chút chuẩn bị một trận chiến này nếu là thất bại săn thần cung chắc chắn hủy diệt mà hắn bây giờ phải làm chính là vì săn thần cung giữ lại căn cơ chuẩn bị tình huống khẩn cấp nữ đế bây giờ làm như thế nào cự hình phi thú bên trên tổ quát quay đầu đi tìm nữ đế thân ảnh Bây giờ loại tình huống này, hắn tự nhiên muốn ký thác cùng nữ đế, nhưng cái này vừa quay đầu, hắn thiếu chút nữa thì chửi mẹ, nữ đế lại xong không thấy, ước chừng chín đầu thái hư thần là một mực gạt ra, bực này trận thế, liền đã hoàn toàn nghiền ép săn thần cung, các ngươi liên hợp nữ đế hố rơi vào ta thái hư, vậy liền chuẩn bị tiếp nhận đến từ thái hư lửa giận, một đám cạn bã, tinh huy rốt cục giận dữ mắng mò mở miệng, cuồn cuộn âm thanh vang vọng ra, chín đầu thái hư thần là đều là chậm rãi mở ra miệng lớn có thể trông thấy bọn chúng miệng lớn ở trong năng lượng bắt đầu điên cuồng hội tụ chín cái miệng lớn hội tụ năng lượng muốn ngăn cản lại tới cái kia nhất định phải trả giá đắt mà giờ khác này cuốn mây đổi thiên trận đã ám đạm xuống dưới hiển nhiên là đã mất đi nữ đế trưởng khống lúc này tổ quát chỉ có thể cắn răng một cái loại tình huống này rõ ràng không thể ỉ lại không quá đáng tin nữ đế lúc này liền là thủ ấn biến ảo một lần nữa trưởng khống cuốn mây đổi thiên trận đại trận lại nổi lên muốn ngăn lại thái hư lần công kích này cuốn mây đổi thiên trận là duy nhất thủ đoạn Chư vị, một trận chiến này liên quan đến săn thần cung tổn vong, xin lỗi, tổ quát mắng, vừa mới nói xong chính là nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết, vận hành đại trận tất cả lực lượng, đều nguồn gốc từ săn thần cung mấy trăm ngàn đại quân, tổ quát chống lại qua thái hư thần là, vẻn vẹn một đầu uy lực liền không thể coi thường, huống chi bây giờ là ước chừng chín đầu, lần công kích này nếu không thể ngăn lại, như vậy săn thần cung hơn, phân nửa đều sẽ chôn vùi ở nơi này chín đầu thái hư thần là công kích ở trong, cho nên tổ quát bắt đầu điên cuồng hấp thu, càng là ép, chỉ có đủ cường đại năng lượng vận hành cuốn mây đổi thiên trận, vừa mới có thể ngăn lại như thế công kích, cuốn mây đổi thiên trận trong hư không bắn ra kim sắc quang mang, huyền diệu phù văn càng là không ngừng lấp lóe, săn thần cung mấy trăm ngàn người trên thân đều có thể dùng nhìn, bằng mắt thường đến từng năng lượng không ngừng hướng về đại trận dũng mãnh lao tới, bất quá tại thời khắc này, một chút bất hủ cường giả chủ động phóng xuất ra lực lượng của mình tuôn hướng đại trận, càng có một chút dũng sĩ, bọn hắn bay thẳng hướng về phía giữa không trung, không có bất kỳ cái gì nghi trễ, một tiếng, lúc này liền là vọt vào trong đại trận, trong nháy mắt nổ thành xương máu, đem chính mình sinh mệnh cũng là hiến tế cho săn thần cung. Bọn hắn không sợ, vì săn thần cung nguyện ý đánh đổi mạng sống, có lẽ là săn thần cung từng cứu vớt bọn hắn, cho bọn hắn sinh mạng lần thứ hai, cho nên tại săn thần cung có nguy cơ thời điểm, cũng sẽ không chùn bước dâng ra sinh mệnh của mình. Đây chính là chiến tranh, huyết tinh, tàn khốc, cũng là vì sinh tồn. Tất cả mọi người không thể không chiến, sau một lát, cái kia cửu đầu thái hư, thần là trong miệng phun ra tràn ngập cực đoan sức mạnh hủy diệt trùng sáng, hung hăng hướng về săn thần cung mấy trăm ngàn người khuấy động mà đi hắn trận thế liền phẳng phất muốn sinh sinh đem săn thần cung cái này mấy chục vạn đại quân đều trong nháy mắt chôn vùi đồng dạng muốn diệt ta săn thần cung chỉ là đến từ ngoại giới chó hoang các ngươi cũng xứng tổ quát trong mắt cũng là tóe ra ngập trời tức giận hắn bây giờ làm hết thảy cũng không phải bởi vì tin vào nữ đế mà là nữ đế mấy lời nói nhưng hắn hoàn toàn tỉnh ngộ cho dù đã từng hắn làm qua rất nhiều tại cái khác thế lực nhìn bất nghĩa sự tình, bất quá đây chính là bản thân thế giới quy tắc, tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, cạnh tranh mới có thể để cho bản thân càng thêm cường đại, cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cướp đoạt tài nguyên mở rộng bản thân, đây chính là sinh tồn cơ bản pháp tắc, Tổ Quát cũng bất quá như thế, ít nhất hắn còn không có hỏng đến phản bội mình thế giới, tính cách như vậy, kỳ thực trong nội tâm tồn tại đại nghĩa, không phải ngẫu nhiên, bởi vì hắn huyết mạch bên trong chảy là tôn thượng, cái kia đã từng không tiếc hết thảy cứu vớt thương sinh nam nhân, Tổ Quát là tôn thượng lưu lại tới một vòng thế giới chi khí. Trong xương của hắn cũng nhất định là có được Tôn Thượng Hạo nhiên chính khí, tổ quát thủ ấn phi tốc biến ảo, cuốn mây đổi thiên trận tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, chín trùng sáng ầm vang ở giữa đã là gào thét mà tới, cùng lúc đó, tổ quát mãnh mà vung tay áo bào, cuốn mây đổi thiên trận cuốn lấy năng lượng cường đại hóa thành một mảnh kim quang hướng về đám người bao phủ tới, ầm ầm, chín trùng sáng va chạm ở hắn kim quang bên trên, lập tức bộc phát ra ngập trời âm thanh, năng lượng cường đại tại hư vô bộc phát, bất quá đây là hư vô, cũng sẽ không xuất hiện không gian bể tan tành cảnh tượng, chỉ là hư không càng ngày càng vặn vẹo, nếu là đến cực hạn thời điểm tích lũy năng lượng liền sẽ tạo thành hư không phong bạo, nhưng giờ khắc này đều không phải là song phương sẽ cân nhắc sự tình, chín trùng sáng va chạm ở nơi này kim quang bên trên một cái chớp mắt, chính là tiêu diệt một nửa kim quang, cái kia hủy diệt chín trùng sáng thế như chảy tre, tựa hồ cuốn mây đổi thiên trận lực lượng hay là khó mà chống lại, chúng ta nhất thiết phải ngăn lại, tổ quát lại lần nữa hét lớn một tiếng, vừa mới nói xong, chính là có vô số thân ảnh bay lượn dựng lên, quả quyết hiến tế ra sinh mệnh của mình, loại lực lượng này ở giữa đôi bính, kỳ thực thì nhìn giữa song phương của người nào năng lượng càng thêm bàng bạc nồng đậm cái này chớp mắt hao tổn nguyên khí nội tình cùng với bất hủ chi lực chính là không thể đánh giá bất luận cái gì một đầu thái hư thần là trong miệng phun trào trùm sáng đều có thể dễ dàng hủy diệt đi một ngôi sao, xuyên thủng một cái giới không, lúc này săn thần cung có thể đồng thời ngăn lại cửu đầu thái hư thần là công kích, đã là thành công đã chứng minh bọn hắn tại huyền âm chân giới thế lực ở, trong vị trí thứ nhất, nhìn xem còn tại chống lại kim quang, thái hư thần là cõng trên tinh huy cũng tốt, cùng với khác mấy cái thái hư thần là trên cầm đầu lấy, nhao nhao cũng là ánh mắt ngưng lại, nhướng mày, rõ ràng bọn hắn đều cũng không cho rằng, săn thần cung có thể ngăn lại lấy hủy diệt nhất kích bất quá không có ai gấp gáp bởi vì cho dù hao hết sạch cửu đầu thái hư thần là tất cả năng lượng chỉ cần có thể tiêu diệt săn thần cung cũng ở đây không tiếc bất quá săn thần cung biểu hiện ra ương ngạnh ý chí cũng là vượt quá thái hư một đám tưởng tượng bọn hắn đều cũng không cảm thấy thái hư có thể chống đỡ hơn nữa còn có thể kiên trì lâu như thế chín trùng sáng không có ngừng nghỉ ý tứ không ngừng kích lấy cuốn mây đổi thiên trận rơi xuống kim quang một khi kim quang bị diệt như vậy trùng sáng liền sẽ xuyên thủng săn thần cung mấy trăm ngàn người đây là bọn hắn sinh mạng che chắn tổ quát càng rõ ràng công kích như vậy đối với song phương tới nói cũng là cực lớn tiêu hao lại không thể có thể lại thi triển lần thứ hai chỉ cần có thể chống đỡ như thế thế công như vậy kế tiếp liền có thể tiến vào gây cấn chiến đấu đã như thế săn thần cung mấy chục vạn đại quân cũng không thấy được không có chống lại có thể, coi như thảm liệt, ít nhất cũng có thể một trận chiến, mà không phải phai mở tại như thế không cách nào phản kháng công kích, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, săn thần cung cũng là tiêu hao rất nhiều, vô số người trong tay lấy ra thần nguyên khí đan mãnh nhét vào trong miệng, nhưng kể cả như thế như cũ không cách nào chống lại, đồng thời chống lại cửu đầu thái hư thần là công kích, có thể kiên trì mấy chục hơi thở liền đã bất khả tư nghị bất quá nghiễm nhiên cử đầu thái hư thần là hay là muốn càng mạnh hơn một phần kim quang đang nhanh chóng sụp đổ tiêu tan dựa theo cái tốc độ này định số nhiều hơi thở thời gian thì sẽ hoàn toàn bị đánh tan tổ quát cắn răng tình huống hiện tại vô cùng tệ hại một khi cuốn mây đổi thiên trận phòng ngự bị phá cái kia nhất định tổn thất nặng nề nhưng bây giờ hắn cũng không có những biện pháp khác thái hư hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ bởi vì thái hư từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh hắn không có dự liệu được thái hư vậy mà cường đại đến tình trạng như thế vốn cho rằng hồi phục nữ đế lại là đối thủ mạnh mẽ nhất không nghĩ tới dấu ở huyền âm chân giới thái hư mới thật sự là kình địch thực lực hung hãn đến kinh khủng bây giờ triển hiện ra sức chiến đấu huyền âm chân giới chính là không có bất kỳ cái gì một chi thế lực có thể chống lại liền săn thần cung cũng chỉ là đang liều mạng chống cự tổ quát cái chán dày đặc mồ hôi lạnh kim quang cấp tốc tiêu tan cuốn may đổi thiên trận đã là chống cự đến rồi cực hạn kim quang tiêu tan chính đạo tràn ngập sức mạnh hủy diệt trùng sáng chính là lập tức muốn bao phủ săn thần cung cái này mấy trăm ngàn người cuối cùng một vòng kim quang chỉ lát nữa là phải tiêu tan săn thần cung mấy trăm ngàn người cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi nhưng bây giờ nhưng cũng không có chỗ thối lui đây là bọn hắn duy nhất có thể sống sót che chắn nhưng rõ ràng bây giờ đã là khó mà ngăn cản chư vị tổ quát có lỗi với mọi người giờ khắc này tổ quát nắm đấm nắm chặt hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào mọi người đã đem hết toàn lực cống hiến sức mạnh nhưng cuối cùng cũng đánh không lại cái này cửu đầu thái hư thần là bọn chúng năng lượng ẩn chứa càng thêm nồng đậm đồng thời cũng càng thêm cường đại huyền âm chân giới còn tại lấy người biển chiến thuật nhưng thái hư rõ ràng ở phương diện này đã là xa xa dẫn đầu lấy minh hà khoa kỹ cải tạo hung thú đem hắn đã biến thành cường đại sát lục vũ khí giữa hai bên tồn tại lớn lao tranh lệch tại chưa từng đối kháng phía trước tổ quát chưa bao giờ cảm thấy thái hư có thể trở thành uy hiếp đây chính là người không biết mới có thể không sợ cuối cùng một vòng kim quang từ từ tiêu tán chín chùm sáng cũng không có dừng lại hướng về săn thần cung mấy trăm ngàn người kích mà đi tổ quát nắm trong tay cuốn mây đổi thiên trận cũng tại run rẩy tựa hồ nhận lấy kịch liệt sung kích nhìn càng hình như có sụp đổ trí đây là nữ đế tính toán sao tổ quát thấp giọng lẩm bẩm nói Bất quá bây giờ tính toán những thứ này đều đã nói ra quá muộn, bất quá nhìn mình săn thần cung mênh mông cuồn cuộn mấy chục vạn đại quân, liền muốn vẫn diệt tại Thái hư thần là chín trùng sáng trong thời điểm, tổ quát nắm đấm nắm chặt, cặp mắt của hắn phát đỏ, những người này hắn làm sao từng không phải thật tâm đãi chi nếu không như vậy, săn thần cung đám người cũng không khả năng sẽ như thế đoàn kết, cuốn mây đổi thiên trận cũng là dần dần ám đạm xuống dưới, tựa hồ năng lượng đã khô kiệt, giờ khắc này, tổ quát cũng lâm vào tuyệt vọng, hắn không biết còn có thể thi triển thủ đoạn gì, có thể cứu vớt săn thần cung một đám, bây giờ tựa hồ không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản, tuyệt vọng bao phủ săn thần cung đám người, nhìn xem chín trùng sáng, bây giờ cũng chỉ có thể nhận mệnh, ngay tại chín trùng sáng đánh nát sau cùng một vệt kim quang, ngay tại chùm sáng phải hướng đám người bao phủ một cái chớp mắt, bỗng nhiên giữa không trung cuốn mây đổi thiên trận bạo phát ra tia sáng cực kỳ chói mắt, vốn là đã ám đạm cuốn mây đổi thiên trận giống, như một lần nữa tỏa ra sự sống một cái giống như bắt đầu vận chuyển tổ quát ngừng đầu hắn hơi sừng sốt bởi vì lúc này cuốn mây đổi thiên trận cũng không phải hắn đang nắm trong tay cái kia nguyên bản tiêu tán kim quang lại lần nữa gào thét xuống ầm vang ở giữa lại lần nữa chặn sắp bao phủ mọi người chín trùng sáng ầm ầm chín trùng sáng lại một lần nữa bị ngăn lại thái hư thần là trên một đám thân ảnh đều là hơi chấn động một chút vốn cho rằng tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ nhìn xem săn thần cung mấy trăm ngàn người hóa thành cho bụi nhưng tựa hồ không như mong muốn cùng lúc đó Thái Hư Thần là trên thân ảnh nhóm đều là ánh mắt thay đổi vị trí, bị một bên khác hấp dẫn qua, bất hủ hoang dã vạn vẹo hư không lối vào, lúc này một cái to lớn thân ảnh chậm chậm hiện lên, xuất hiện một cái chớp mắt, tinh huy đôi mắt cũng là tại lúc này chợt co vào, bởi vì từ trước tới giờ không hủ hoang dã ở trong xuất hiện bóng người to lớn, cũng không phải là vật khác, rõ ràng là một đầu Thái Hư Thần là, bất quá giờ khắc này ở cái này Thái Hư Thần là cõng phía trên, nhưng là đứng nghiêm hai thân ảnh, cẩn thận đi xem kia hơi quen thuộc bóng hình xinh đẹp mới có thể phát hiện đây chính là vừa mới còn tại tổ quát bên cạnh nữ đế nhưng bây giờ lại xuất hiện một chỗ khác đương nhiên ánh mắt của bọn hắn rất nhanh lại rơi vào nữ đế bên cạnh thân ảnh phía trên mặc giống như bọn họ hư thần áo giáp nhưng không có bao trùm đầu khải mà là lộ ra khuôn mặt, xem ra cái này đầu Thái Hư Thần là không có chuyện, để nó về hàng đi, Thái Hư lĩnh đội chậm rãi nói, lập tức đối với xa xa Thái Hư Thần là tiến hành kêu gọi, nhưng kẻ sau cũng không có hướng về bọn hắn bơi lại, mà là chậm rãi mở ra miệng lớn, năng lượng bắt đầu ngưng kết, hắn phương hướng bỗng nhiên càng là nhắm ngay Thái Hư, sau đó ở tại trong miệng một vệt sáng khuấy động mà ra, hướng về chính đầu Thái Hư Thần là kích mà đi, Thái Hư một đám đột nhiên cả kinh, liền tinh huy ánh mắt cũng là lộ ra vẻ chấn động bây giờ tất cả thái hư người đều cảm thấy cực đoan không hiểu cái này đầu thái hư thần là tại sao lại không nghe theo bọn họ kêu gọi mà là hướng về bọn hắn công kích cái này không hợp lý thái hư thần là là không thể nào phản bội bọn họ nhưng bây giờ cái này đầu thái hư thần là đích thật là không kiểm soát căn bản vốn không nghe theo bọn họ truyền gọi hơn nữa hơn nữa hướng về bọn hắn công kích lập tức ánh mắt của mọi người chính là đều nhìn về thái hư thần là cõng phía trên ngồi xếp bằng người mặc hư thần khôi giáp thân ảnh hư thần áo giáp tên kia thái hư phản bội sao thái hư không có phản đồ hắn nếu dám phản bội trong nháy mắt cũng sẽ bị xóa đi ý chí chỉ sợ hắn không phải chúng ta thái hư người không phải thái hư người vậy hắn trên người hư thần áo giáp giải thích như thế nào chẳng lẽ là hắn hiểu như thế nào vận dụng hư thần áo giáp từ phía trước đánh chết chúng ta thái hư nhân thân bên trên sở đoạt đi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hư thần áo giáp chỉ có chúng ta thái hư huyết mạch mới có thể vận dụng nếu không phải chúng ta thái hư huyết mạch tất nhiên sẽ bài xích căn bản là không có cách vận dụng chín đầu thái hư thần là trên đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận lên giảng dài không hiểu nhìn xem một màn này không người có thể tin tưởng thái hư thần là sẽ đối với bọn hắn phát động công kích càng làm cho bọn hắn không thể tin được chính là có một thân mang hư thần khôi giáp không biết là người một nhà vẫn là kẻ phản bội hay là nói là những người khác tìm được phương pháp phá giải tiếp đó thành công vận dụng hư thần áo giáp vô luận là cái trước vẫn là cái sau cũng là nhường thái hư một đám không thể nào tiếp thu được bởi vì này đối bọn hắn tới nói là pháp tắc là quy tắc cũng là không dung thay đổi Càng là tin tưởng vững chắc Thái Hư không thể lại xuất hiện phản đồ, càng không khả năng sẽ có không phải Thái Hư huyết mạch người có thể vận dụng hư thần, áo giáp, rõ ràng chín trùng sáng đều đối chuẩn săn thần cung, nhưng hết lần này tới lần khác có như vậy một giống nhau như đúc trùng sáng, lại là đối chuẩn Thái Hư, tổ quát theo ánh mắt nhìn đi qua, ánh mắt của hắn chính giữa vẻ kinh ngạc, cũng không kém chút nào thời khắc này Thái Hư đám người, nhìn xem bên cạnh cách đó không xa cái kia đầu Thái Hư thần là, ở tại phía trên đứng nghiêm hai thân ảnh, trong đó một cái chính là nữ đế, mà khác một cái chính là cùng hắn dáng dấp giống nhau như đúc Tiêu Viêm thân mang hư thần áo giáp ánh mắt rừng rưng tỉnh táo tổ quát bây giờ nhìn xem tiêu viêm thời điểm tựa hồ cùng phía trước có cảm giác hoàn toàn khác biệt cái sau cũng là cảm thấy đến từ tổ quát ánh mắt cũng là hướng hắn nhìn lại hai người ánh mắt ngay tại giữa hư không đụng vào nhau tại trong lòng hai người đều sinh ra một cỗ không rõ số mệnh cảm giác phảng phất bọn hắn đều mới quen đã thân thật giống như nhận biết từng nhận biết đồng dạng thật giống như trên một thân cây lớn lên ra hai tấm lá cây có thể rõ mình không có khả năng, nhưng bây giờ chính là như thế. Nhưng tiêu viêm chợt nghiêng đầu, không cùng hắn tiếp tục đối với xem, mà là nhìn về phía ở xa chín đầu thái hư thần là, tựa hồ có biện pháp có thể giải quyết đi bọn chúng đồng dạng, chín đầu thái hư thần là, nếu đều đưa tới cửa, vậy ta liền thu sạch xuống đi. Tiêu viêm thì thào mở miệng, chỉ thấy tiêu viêm chậm rãi đứng dậy, giơ tay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, trong đó một đầu thái hư thần là mãnh mà chỉ trệ, bỗng nhiên liền dừng lại dâng trào trùng sáng, chỉ thấy hắn thân thể cao lớn vậy mà bắt đầu hư hóa, một màn quỷ dị này lập tức để ở cái này đầu thái hư thần là, cõng lên đám người nhao nhao ngang ngược đứng dậy, tiếp đó hướng về gần tới một đầu thái hư trên thân lao đi, nhất thời thái hư mọi người đều phải không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn đầu kia cực lớn thân hình dần dần hư hóa thái hư thần là, đang lúc mọi người chăm chú, cái này đầu thái hư thần là càng là tại giây lát sau đó, hư không tiêu thất, quá quỷ dị, thái hư đám người chưa từng có cảm thấy quỷ dị như vậy qua, cái này khiến bọn hắn đều cảm giác có vô số con kiến từ đầu trên da bò qua đồng dạng, nếu không phải tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng này lại thật sự, khổng lồ như thế một đầu thái hư thần là làm sao lại vô căn cứ liền biến mất đâu, đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Tinh Huy cũng là quát âm thanh giận dữ mắng mỏ. Theo nữ đế cùng Tiêu Viêm xuất hiện, sự tình tự hồ trở nên để bọn hắn đều không thể lý giải đứng lên, bất quá không chờ bọn họ phản ứng lại, lúc này lại có một đầu Thái Hư thần đình chỉ công kích, khổng lồ thân hình cùng vừa mới đầu kia gần như giống nhau, lại cũng là bắt đầu hư hóa. Thái Hư mọi người đã ý thức được tình huống không thích hợp, lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp đi ngăn cản, bất quá đáng tiếc là bọn hắn thậm chí đều không biết được, là ai ra tay, lại là làm được bằng cách nào hoàn toàn không nhìn thấy cũng đụng không được càng là không cách nào ngăn cản mấy chục tên thái hư người nhao nhao vây đầu này dần dần hư hóa thái hư thần bọn hắn nhao nhao ra tay dùng hết đủ loại thủ đoạn nhưng cái này đệ nhị đầu thái hư thần như trước vẫn là tại giây lát sau đó vẫn như cũ là hư không tiêu thất ở hư vô ở trong làm đệ nhị đầu thái hư thần sau khi biến mất những thứ này thái hư người xem như ngồi không yên ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên nhìn về phía nữ đế năng lực như vậy cũng là tại nữ đế sau khi xuất hiện mới có nếu là trước kia tổ quát có như thế năng lực cũng tuyệt đối không thể lại như vậy chật vật San thần cung hiến tế vô số người sinh mệnh tới cùng bọn hắn chống lại, vấn đề nhất định xuất hiện ở đằng sau xuất hiện trên thân hai người, hai đầu thái hư thần vô hình biến mất sau đó, lại nhìn bây giờ ở xa cùng bọn hắn rằng có cái kia đầu thái hư thần, tựa hồ hết thảy đều có đáp án, thái hư một đám ánh mắt mọi người đều khóa chặt ở nữ đế trên thân, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng một bên Tiêu Viêm có cái chủng này năng lực, mà là cảm thấy hết thảy đều là nữ đế giở trò quỷ, bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra Tiêu Viêm chẳng qua là cảm thấy tiêu viêm mặc hư thần khải giáp cổ quái mà thôi lúc này thái hư thần cõng trên tinh huy cũng là cuối cùng ngồi không yên mãnh mà dậm chân một cái trưởng thân hình lướt về phía hư không cùng lúc đó phía sau hắn càng là mấy chục tên thái hư cường giả đi theo cùng nhau lướt đi trực tiếp thẳng hướng lấy nữ đế cùng tiêu viêm chỗ ở phương vị bão lướt mà đi chín đầu thái hư thần đã là không giải thích được biến mất hai đầu bây giờ chỉ còn lại có bảy con mà bảy đầu thái hư thần còn tại kéo dài áp chế săn thần cung nhưng trên thực tế chỉ có sáu đầu còn tại áp chế săn thần cung còn có một đầu không thể không cùng tiêu viêm dưới chân cái kia đầu thái hư thần rằng co rõ ràng vừa mới vẫn là thiên về một bên chiến cuộc bây giờ theo hai đầu thái hư thần biến mất tình huống trở nên khó bề phân biệt đứng lên mà thái hư một đám càng là không biết được xảy ra chuyện gì tinh huy trước tiên dẫn người xông về nữ đế cùng tiêu viêm hắn biết được nhất định là nữ đế cùng tiêu viêm dở trò quỷ đến nỗi đem thái hư thần lấy được nơi nào chỉ cần tiêu diệt bọn hắn hai cái liền nhất thanh nhị sở tinh huy mang theo mấy chục người trong hư không hóa thành trường hồng hướng về tiêu viêm mau chóng đuổi theo bất quá liền tại bọn hắn bạo lướt đến giữa không trung thời điểm bỗng nhiên thân hình mãnh chỉ trệ chỉ thấy cái kia hai đầu biến mất thái hư thần càng là xuất hiện ở tiêu viêm bên cạnh một màn này triệt để là chấn nhiếp đến rồi tinh huy đương nhiên cũng bao quát hậu phương đứng lặng tại nơi bảy đầu thái hư thần cõng lên những thân ảnh kia nhóm trông thấy ở xa rõ ràng chỉ có một đầu thái hư thần bây giờ càng là tăng thêm đến rồi ba đầu mà bỗng nhiên xuất hiện hai đầu thái hư thần thình lình lại là bọn hắn vừa mới biến mất cái kia hai đầu thái hư thử nghiệm kêu gọi nhưng mà cái này hai đầu thái hư thần cũng giống như vậy đối với bọn họ kêu gọi càng là không có bất kỳ cái gì phản ứng cái này hai đầu thái hư thần cũng phản loạn mọi người đều là hít sâu một hơi bọn hắn đến bây giờ cũng không biết là ai dám đến nỗi làm sao làm được càng là không hiểu một màn này nhường thái hư tất cả mọi người chừng lớn hai mắt đến mức vừa mới còn tràn đầy tự tin bọn hắn nhìn thấy bọn hắn cương trực không ít thân hình liền có thể phán đoán ra áo giáp phía dưới sắc mặt không biết ngưng trọng bao nhiêu tinh huy lãnh mấy chục người cũng là bị chấn nhiếp đình trệ ở giữa không trung hắn giờ phút này cũng cảm thấy ra đầu run lên ngay tại thái hư còn đang do dự không có làm ra bất kỳ động tác gì thời điểm lại một đầu thái hư thần đình chỉ công kích thần hy lại lần nữa bắt đầu hư hóa đệ tam đầu thái hư thần cũng như muốn tiêu thất một màn này rốt cục nhường thái hư cõng trên thái hư đám người không cách nào lại nhẫn nại chỉ nghe ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đều là từ những thứ này thái hư thần cõng bên trên bạo lướt dựng lên, Thái Hư lần này rõ ràng cũng vô dụng sơ suất, đến đây tiếp viện chỉnh dung cũng là tương đương cường hãn, hơn vạn tên thân mang hư thần khải giáp chiến sĩ, bực này trận thế đã là Thái Hư đi tới huyền âm chân giới phía sau, xuất động quy mô lớn nhất một lần, nên biết được, có hư thần khải giáp gia trì, đều là có thể vận dụng ra bất hủ chi lực, mặc dù không cách nào cùng đồng cấp bậc bất hủ đánh đồng, nhưng mà ít nhất đấu thần không cách nào cùng địch nổi, có thể tạm thời đem bọn hắn trên vạn người đều coi như bất hủ, cũng may chính là Thái Hư mặc dù có thể vận dụng bất hủ chi lực, nhưng bọn hắn nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng, cũng chính bởi vì cái nhược điểm này mới không thể không để bọn hắn nắm giữ càng nhiều bất hủ chi lực làm bổ sung những thứ này thái hư người toàn bộ dựa vào hư thần khải giáp nhưng kỳ thật bản thân bất quá chỉ là đấu tiên người kia hơi mạnh một chút đạt đến đấu thần bất quá bọn hắn chỉ là bằng dã man phương thức vận dụng bất hủ chi lực không có bất kỳ cái gì kỹ xảo hoàn toàn ỷ lại bất hủ chi lực bản thân cường đại, cùng bọn hắn chiến đấu qua ta liền phát hiện, bất hủ chi lực tuy mạnh, nhưng bọn hắn đều không thể vận dụng bất hủ chi lực đi thi triển đấu kỹ, coi như thi triển ra đấu kỹ, hắn cấp bậc cùng cấp độ đều tương đối thấp kém, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, thời khắc này Tiêu Viêm mặc dù như trước vẫn là đấu thần khí tức, lại có một cỗ cường đại dị thường lại hùng hồn cảm giác, đang khi nói chuyện Tiêu Viêm tay nâng bàn tay, đệ tam đầu thái hư thần cũng là bị hắn thu vào linh khư ở trong, Tiêu Viêm phát hiện tiến vào linh khư sau đó liền có thể xóa đi nguyên bản ý chí, từ đó bị Tiêu Viêm trưởng khống, cái này cũng là lệnh Tiêu Viêm cảm thấy ngoài ý muốn, rõ ràng những thứ này Thái Hư thần, bản thân cảnh giới liền vẫn như cũ đạt đến hư cảnh, chỉ bất quá bị Thái Hư cho cưỡng ép cải tạo, trở thành bọn hắn giết hại vũ khí, một lát sau, Tiêu Viêm cũng sắp thu vào linh khư chính giữa đệ tứ đầu Thái Hư thần cho thả ra, Tiêu Viêm bên này chính là bỗng nhiên có bốn đầu Thái Hư thần, ngắn ngủi phút chốc, Thái Hư tại cái gì cũng không làm dưới tình huống liền vứt bỏ ba đầu Thái Hư thần, cái này khiến cái sau càng là không thể nào tiếp thu được nhìn xem đứng lặng tại thái hư thần cõng trên tiêu viêm cùng nữ đế bất kể là nữ đế vẫn là tiêu viêm nói tóm lại chính là bọn họ hai cái giờ trò quỷ tinh huy nhìn xem bốn đầu thái hư thần đều là từ từ mở ra miệng lớn khả năng lượng tại trong miệng của bọn nó bắt đầu ngưng kết công kích phương hướng bỗng nhiên nhắm ngay cái kia sáu đầu thái hư thần bốn đầu thái hư thần công kích thì không khỏi không cùng rằng co đã như thế đối với săn thần cung áp chế liền muốn nhỏ hơn rất nhiều tiêu viêm đã là tiến về phía trước một bước hướng về hư không đạp đi thân mang hư thần khải giáp chính hắn đối mặt địch nhân lại cùng hắn là giống nhau như đúc trang phục chỉ bất quá phía sau tiêu viêm gánh vác lấy có người cao bát hoang huyền trọng xích lúc này mặt chống lại mười ngàn tên thái hư cường giả tiêu viêm xoè bàn tay ra rút ra sau lưng cự xích hỏa diễm từ trên người bộc phát tiến về phía trước một bước bước ra trong nháy mắt biển lửa bắt đầu từ trên người bao phủ ra đối mặt thái hư một đám giống như chiến thần đồng dạng gương mặt bình tĩnh kia bằng bên trên chỉ có cái kia trong đôi mắt mới có thể trông thấy lộ ra sát cơ đến đây mình xin kết thúc tập này nếu hay hãy cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên đóng góp những ý kiến của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều